40 ký không có chị ơi, không có 40 ký nha. Bỏ mấy tuổi? Rồi, xin chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Cho em mấy cái này xíu nào lên bán tặng không chị, còn ít cái áo da cá này cho bán tặng cho bé luôn, bán cân. Hello, hello cả nhà, chị nào thấy mấy đồ tương tác cho Nguyên nhá. Vào nhanh chị em mình ơi. Mình giờ không biết đi làm kỹ chi chẳng đẹp. Rồi vào nhanh và săn hàng sale trước chị mình nhé. Cái gì đây? Cái gì đây? Rồi chị nào thấy Nguyên rồi chấm tương tác cho Nguyên này, chia sẻ cho Nguyên như vậy mình ơi, mỗi chị em mình vô xem like cho xin một nút chia sẻ nha. Hello hello chị Phương Thi nhé, hello chị Ngọc Trâm nha. Bộ mặt từ từ, hello chị Dương Yến, hello chị Nguyễn Bảo Ngọc nha. Chị nào thấy Nguyên rồi chấm luôn Nguyên. Để coi thì có bị ẩn comment không chị em mình nha. Chị Văn Đỗ, hello chị Hồng Đào nha, hello chị Thủy Đỗ, hello chị Phan Lo. Rồi cho Nguyên lên cái này trước, bán tặng trước, cố gắng chia sẻ lên luôn dùng Nguyên chị em mình thôi. Hello chị Thương Linh nha. Rồi chị nào vô rồi tương tác bộ này cưng quá đi, treo vài bộ nữa. Ừ, ghét quá vậy. Nhất cái nách mà ép đá này chứ. Cá ăn câu chị á. Con họ họ biết chứ. Hello chị Ánh Ngô nhá. Hello chị Thu Lạc Trần. Hello chị Châu Lê. Rào chân lên nha. Lên 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 là lên lên lên. Rồi vào nhanh tương tác cái dẻo mình ơi, lên nhanh nè, săn hàng sale nha, cực kỳ rẻ. Hello chị Thấy Lê. Trưa nay cả lớn cả bé. Nhá, cả lớn cả bé cái gì cũng có hết. Mỗi chị em mình vô xem like nhớ cho xin một nút chia sẻ đi, 1 đến 2 nút chia sẻ. Cái gì đó? Ờ nó còn tới 25 ký thôi à? 35 ký à? Ủa nó cưng. Rồi, thôi lên luôn đi chị em mình ơi, lên luôn đi, mới hàng xả này trước nhé.
Nhắn tin đọc không trả lời luôn, gạch nha, chụp qua không trả lời luôn. Có xe to chị Nguyễn Lý, hello chị Hà Nguyễn nha, hello chị Thái Hoa, hello chị Hằng Lê. À, không thấy kìa, cứ giờ này là vô ta, không có cần đợi thông báo đâu. Hello chị Phụng Phan nhé, hello chị Kiều Anh. Không có cần đợi thông báo đâu, dạ mình cứ khung giờ này là mình vô là mình săn đừng sale nha. Rồi cho nguyên con này, trưa nay hàng lớn hàng bé đều đẹp hết nhé dạ mình ơi. Đẹp mà lại rẻ, đồ nam cũng xịn. Rồi lên mã đầu tiên bán tặng này. Cái này là cọc bán tặng nha dạ mình ơi. Những cái mã này là hàng xã bán tặng nhé. Rồi lên mã tặng áo nam đi. Size 62. Tặng 29.000. Con này Nguyên đang sale 45.000 đó. Đang sale 45.000, con này tặng 29. Chốt mã 29 cho Nguyên là được. Size 62, 65. Con này hàng công ty á, giá tách của nó là 150.000. Tặng 29. Chốt mã áo nam tặng 29 cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Áo nam tặng 29. Nhanh nha. Rồi rồi. Đây. Cứ vô mua, vô like mua đúng một bộ xong out ra. Xong ao ra bảo là nhà em cho gom đơn cũng thôi, có một cái xả ra đi. Vậy mình thấy những cái bộ này bao nhiêu người chốt không có này. Thấy chị nói chị Hồng đâu. Nên đơn kèm cả địa chỉ cái số điện thoại luôn trên like dùng Nguyên nhé. Bộ da cá tàu bộ này chắc nó rất là sướng. Nhưng mà size nhỏ, size tầm 48-50 đổ về thôi. Nè, lên mã bộ xịn cho Nguyên nhé. Sale luôn trẻ mình bộ này 120. Ai nhanh có nhá. Hello chị Nga Trần nhá. Cho Nguyên cái bộ này. Cái này Nguyên nói này trẻ mình tầm khoảng 1m5 không? Mình 55 mấy 57 độ về thôi, chị nào cao quá là cái này nó sẽ bị ngắn nhé. Ok chị, cho Nguyên con này, bộ này cực đẹp luôn, không phải là đẹp. Bộ da cá tàu, size dành cho những chị em mình là 50 độ về. 50 độ về là ok. 50 độ về là ok, dục cái đơn đi ra cho anh tình hình đánh luôn. Rồi lên mã xịn cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Chúc. Đây là bất chỗ này. Ra cái bộ đá ở đây rồi như thế. Cái bộ đá, treo lên bộ đá nó xinh quá à. Rồi lên bộ xịn cho Nguyên này. Bộ xịn nè. Bộ xịn cho chị Trang Nguyễn. Ôi chia sẻ giúp em đi chị. Mỗi chị em mình một lượt chia sẻ đi, đâu có mắc cái gì đâu. Một lượt chia sẻ về trang cá nhân cho Nguyên nhé. 120 luôn. Đâu có mắc cái gì đâu. Rồi chị Lê Ngọc này, hình như đây là cái nick chị này là chị cũng bán đồ này. Thấy cái hình đại diện để bán gì đó, đang bán quần áo nè. Mà cứ chốt đơn xong, tại vì Nguyên không để ý. Chứ chốt đơn xong là xóa. Mà điện không bao giờ được. Xóa xong nhắn tin đâu qua đâu được đâu chị em mình nữa. Lê Ngọc. Dạ không vừa chị. Đây nè. Mà mình không có để ý. Tặng nó 19.000 con này luôn, ai nhanh có. Hàng này hàng 59.000. Tặng 19 luôn. Ai nhanh có. Ưu tiên chốt cho khách chia sẻ. Thế. Tại vì tặng 19 luôn nha, cho mã rip 19k chung là được. Rip 19 nhá, ưu tiên lên cho khách chia sẻ nha. Ưu tiên lên khách chia sẻ. Rồi cho Nguyên con này, đơn này của chị Lê Ngọc đây. Hình như chị này cũng bán đồ đây. Chị Trang Nguyên chưa chia sẻ, chị Phương Thi chưa chia sẻ. Hàng này hàng Nguyên đi 105.000 như chị em mình ơi. Hàng này đi 105.000, chết bên yếu rồi. Cảm ơn vô dùng Nguyễn Hiền. Cảm ơn vô dùng Nguyễn Hiền. Nhanh nhanh để anh tắt. Người chị nhớ chị Vi Ngô. Kiểm tra lại cái đơn của chị Nguyễn Bảo Ngọc, bảo thiếu cái gì này. Có sai chị, hàng này bộ xịn. Bộ xịn bộ này có sai. Rồi cho Nguyên con này. Đang còn kiểm tra đơn đó. Đấy. Thì đang là cái chị kiểm tra lại đơn. 45.000. 45.000 con này hàng 105. Con này từ 40-62 mang ok luôn. Tặng 45. Hàng này là hàng Nguyên chạy 105 này kiểu mà nè. Đó, bán tặng 45.000. Tô sau là 159.000. 159 vậy. 159-160 đó. Rồi cho Nguyên mã váy cho Nguyên là được nha dạ mọi người. Comment mã váy cho Nguyên là được 45.000. Váy 45 ưu tiên lên cho khách chia sẻ nhá. Nhìn những cái mã đầu like này đang bán lỗ này. 45 cho chị Hoa Văn. Tặng 45.000 luôn. Tặng 45.000 luôn. Bộ này hàng 79.000 đúng không dạ mọi người, size 12. Tặng 45 bộ nhung. Rẻ chưa? Cái này đủ rẻ chưa? Bộ nhung nha. Hello chị Kim Dung Trần. Hello chị Linh Nguyễn, nhưng mà hết rồi. Hết váy 45 rồi đúng không?
Rồi lên mã tặng bộ 45. Hello Hình Thí Vi nhá. Tặng bộ 45. Size này dành cho bé nhà mình tầm 12 độ về á. Bộ này là bộ nhung nha dạ mọi người. Hàng này nguyên đang sale 79 nghìn đúng không? Bộ nhung bán tặng 45 nghìn. Lên mã tặng bộ nhung 45 cũng là được. Hạo Lê một cái áo len 95. Một cái bộ 101. Ván nguyên hết rồi nha. Đây dạ mình nhìn nè. Hạo Lê. Chị nói cái địa chỉ của chị này ở đâu? Ở đâu? Ở siêu thị ở đâu? Chị Nguyên lì cho chia sẻ. Chị nào không ấy thôi đừng đọc mất công. Chị nào không có logo người chia sẻ là những cái mã nào Nguyên bán tặng không chốt thôi. Cho nói nhanh nha. Không cần đọc đâu. Chị nào cứ có logo người chia sẻ thì chốt đơn. Tại vì những cái bộ này đầu like là em đang bán lỗ. Nè. Con này hôm bữa màu này bao nhiêu chị chốt không có. Size 55 độ về. Lên mã len kiểu con này em bán tặng luôn chị em mình 80. 85 nghìn. Nha trong mã len kiểu 85. Size 55 độ về con này đẹp lắm. Len kiểu 85. Nè, bộ sam mango sam. Bộ mango sam. Nha cho Nguyên con này. Comment mã này luôn dùng Nguyên nè. Size này dành cho dẻ mình 57 độ về là chị em chút đẹp. 57 độ về là ok. 55 cho chị Linh Nguyễn. Này dẻ mình nhìn này. Mango sam 89 nghìn. 85 nghìn luôn. Mango sam nhá, 57 độ về là chị em chút ok. Hàng này Nguyên đang đi 101. Mà hả, đi dẻ mình bộ này 85 nghìn luôn, ai nhanh có 85 nghìn nhá. Rồi Huấn Lê, Huấn Lê đơn này thì là để đó chứ chị đi công tác không biết khi nào về, mua xong để đó chị đi công tác không biết khi nào về. 85 nghìn xong luôn. Bộ mango này bao sướng luôn, từ đường kim mũi chỉ, hàng mà hàng dài mango dài này toàn trẻ mình đi mua rải là 145 nghìn nha. Con này em bán tặng luôn trẻ mình 85 nghìn. 85 nghìn xanh luôn. 57 độ về trẻ em cho ok. 57 thôi chị. Chị nào gọn mới lên 60, chị nào cao mới lên 60. Trong mã này là mango xanh. Hồi nãy là mã hình đi. Không, mã này lên mã cổ cho Nguyên nhá. 85 nghìn. Chị em mình nghĩ ra không, không bao giờ nhập được cái giá này giá 85 nghìn hết. Nha, Nguyên tự tin không bao giờ nhập được cái bộ này 85 nghìn hết. Đó, cho Nguyên con này. Bộ mango hồi nãy là xanh đi. Hồi nãy hình đi. Này cũng xanh xanh đấy. Bộ tương cho đi. Chị Kim Dung Trần. Tiên Nguyễn mua xong nhà mình chốt đơn cho đi mua rồi. Gặp mấy cái thành phần khách mệt người dê sợ luôn. Bộ Thái cho Nguyên này. Bộ Thái cho Nguyên là được nè. Hỏi bao nhiêu ký mua lên like xong rồi. Bộ sao 60 ký vừa không? Bên nhà Nguyên nhắn tin lại là dạ vừa chị. Em đi đơn không nói không năng gì, đọc không trả lời gì hết. Đến lúc điện lại thấy chị đi mua rồi. Dạ mình nghĩ những người như thế là dặn vô chút dạo đúng không? Comment dạo đúng không? Con này 60 độ về, bộ này bộ Thái. Bộ Thái dài. Chắc rất là đẹp, bộ thun Thái dài. Tặng nó luôn chị em bộ này. 80 nghìn luôn. Bộ thun Thái dài 80 nghìn luôn. Chị nào lấy Thái dài, comment Thái dài là được. Comment Thái dài. Để chị nghiệm cái thông tin này. Rồi trong nguyên bộ Thái dài. Comment mã bộ Thái dài hàng 98 nghìn. Hôm bữa chị săn được giá 79 nghìn. Cái này em bán tặng luôn chị em 69 nghìn luôn. Bộ thải cho chị Minh Ngọc 69 nghìn con này luôn. Khoác gió túi hộp nhá. Trong 69 là được. Trưa này lớn bé gì có hết. Đẹp lắm luôn á chị em ơi. Sang nha, nhanh nha. Cho nguyên con này đi. Comment mã này 69 nghìn gió. 69 nghìn gió. Rồi tổ ong tặng 59 nghìn luôn. Hàng 85. Sang 57. Chốt mã tổ ong là được như chị em ơi. Comment mã tổ ong là ok. Hello chị Lê Bích Lan nhá. Bữa giờ không thấy đơn chị Lê Bích Lan luôn hề. Lâu lét rồi đó kìa. Lâu lét rồi không thấy chị Lê Bích Lan chốt đơn kìa. Chưa về à? Nắm rõ tình hình khách ghê luôn á. Kêu là đi Sài Gòn về rồi chưa thấy đơn lại kìa. Rồi cho Nguyên con này. 55 đổ về. 55 đổ về nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Cái này 55 đổ về chị em chốt đẹp tặng nó luôn chị em 35 nghìn luôn. Hàng này hàng 55 này. Nha đúng không? Nhớ quá hề. Khách đi đâu là nhớ hết á. Đi công tác, đi du lịch gì là nhớ hết á. Rồi cho Nguyên con này. Hả? Đúng rồi, quan tâm khách. Thôi gọi là quan tâm khách. Cho Nguyên con này 35 nghìn. 35 nghìn. Tổ ong chốt đi rồi 35 chốt đi bạn ơi. Tổ ong rồi sao mấy món này rồi không chốt đơn được rồi. Thu Thanh Dương nè. Khách mới à?
hàng về mà. Thế? Tổ ong nhớ chị Nguyên bao ngọc. Sao thế vậy? Tổ ong hồi nãy 6 6 6 59 nghìn. Bộ này bị chi giống, có bị chi không? Bộ này nhiều người chốt đâu. Hai là bộ dài mà chốt bộ lẫn. Bộ dài mà ra bộ lẫn đúng không? Nè. Bộ thái lẫn cho Nguyên là được. Form này 60 vô tư, 62 vô tư. Bộ này nó rất là đẹp. 75 nha chị Minh Tâm Trần. Bán tặng cho dạ mình bộ này 79k luôn được không? 79k luôn được không? Đó, cho Nguyên bộ này. Thái lẫn form 62 sale 79.000 luôn. Đó. Đừng nhìn em 79.000, chị nào lấy mã 79 comment 79 cho Nguyên là được. Thái lẫn. Hả? Rồi cho Nguyên con này. Con này, con này. Size này size 48-50. Thái lẫn, thái lẫn, thái lẫn. Thái lẫn, thái lẫn. Rồi cho Nguyên con này. Rồi cho Nguyên con này. Hàng 95 nghìn này, trưa nay hàng bé hàng lớn nó rất là đẹp. Này, chị Lê Bích Lan chia sẻ lên chị. Nại đơn, nại đơn. Rồi cái nó cộng vô chưa? Bộ Nguyên đang mang có bộ này xịn lắm. Hàng gần 500 nghìn một bộ đồ đó. Nó sale rất là rẻ. Không phải là rất là rẻ nhưng mà sale gần là nửa giá cái này. Rồi cho Nguyên con này size 50. Mango con này hàng nhầm. Ruby hàng này Nguyên đang đi 95 nghìn. Bán tặng 75 nghìn luôn. Lên mã Ruby chung là được. Ruby. Ai thấy cái áo này quen, Nguyên không hiểu luôn á. Từ biết ở đâu ra. Cô chị đó. Nhớ cái áo mà lên chất cam lại đó kìa. Con này đó, rồi xong sale lần nữa rồi dơ lại ở đây luôn. Nè chị em anh nhìn nè. Rồi gái gái kìa. Nó chết đơn của chị cái kìa. Tặng nó cái này luôn nhá, cho chị nào đang có đơn nha. Cái con này từ cái đơn của cái cô nó chết cam cái hôm bữa sale rồi răng con này giờ em bán tặng 19 nghìn luôn. Nha, tặng 19 nghìn luôn. Lên bộ Hương đang mang từ từ chị chợ chị. Hôm nay không chia sẻ. 19 nghìn. Chốt mã 19 nghìn. Comment mã 19. Rồi con này tặng 29 nghìn luôn, size 55. Đấy. Lượt 3 rồi đó, lượt 3 rồi đó. Giờ trang tiết em còn. Ủa trang tiết đẹp lắm. Chờ em xíu. Chút cho em vài cái trang tiết luôn. Nè, cho nguyên con này 39. Nè. 29 nghìn luôn đi. Con này hàng 59 nghìn, size 55 này. 29 nghìn, size 55. Nhá, chốt lên luôn dùng Nguyên nhá. 29 nghìn, size 55. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên bộ mango. Bây giờ nhớ chị Vi Ngô. Bộ mango. Size này dành cho trẻ mình 57 kg đổ về là chốt được này. Chị nào gọn lên 60 mango xịn nhá. 85.000 luôn lên là mã LV cho được. Mango xịn nha. Lên luôn dùng mã 80. 80 80 85.000 mango xịn. Rồi trong nguyên con này. Đi trẻ mình con này 35.000 đi. 35.000 nhá, hàng 150.000 một cái đó trẻ mình ơi. 35.000 và size 55. Lấy bộ nguyên mang viền xanh à. Từ từ chờ em xíu. Sao không có? Lấy xem viền xanh mà. Burberry mà. Burberry lần trước mà đã lên đâu mà hết. Áo nam cho Nguyên là được nhá. 35.000 áo nam. 35.000 áo nam, bộ này tiếp tục luôn. Bộ này tiếp tục luôn. Hàng 90 luôn. Bộ này lên mã 90 luôn. LV 85 nha chị Hằng Lê. Size 15 bộ này cưng lắm. 90 và size 15. Chốt mã 90 size 15. Nha, bộ Nguyên mang từ từ chọn xíu. Nha, chốt mã 90 size 15 cho Nguyên là được. Comment mã 90 size 15. Con này lên mã. Bên này bên góc này răng rứa có cả đóng trong nó răng cả trăm bộ mà răng có cọc. Nguyên cả đóng trong nó đủ size mà răng lại bóc cọc được. Dạ có size 62 kg chị, bộ này xịn lắm. 55 luôn. 535. Cho chị 6.000. Xanh là xanh 29. Xanh 29. 535 cho chị Phan Loan. Đá cho Nguyên áo nam này, áo quần lụa, áo mẹ này, áo trung tuổi này. Size đến 60. Bán tặng 55.000 luôn. Hàng 89 đó. Dạ có size chị ơi, bóc size. Bộ size đến 62 kg. Bộ bè 90 cho chị Ngô Thị Lời. Bộ này đẹp lắm.
cả hàng tát hàng hãng của nó gần 495 nghìn, 495 nghìn. Cái bộ nó đây chị mình 260 nghìn, 260 nghìn nha chị em ơi, nó quá là xịn. Hôm bữa mà chị em mà mua cái bộ 280 mà chị em mình biết chắc rồi, nó y như này hết, y form như này, y chắc như này, nó kiểu nó khác, cái kiểu nó khác xíu thôi. Này. Đẹp lắm, mũ của nó là mũ hai lớp nhá, 260 nghìn, 260 nhé. Bộ đang mang 260, chờ xương lên hết cái này rồi lên chị em mình bộ sang. Rồi cho nguyên con này 100. Ôi quần sung, quần sung này. Chị biết sao là size 56 một tí. Trên ghế áo hết đi chị. Áo hết đi chị ạ. Nè. Size này dành cho chị em mình dưới 55 thôi. Tầm 52 đổ về chị em chốt đẹp nhất. Lên mã sung chung là được nhá. Đi chị em mình con này mã 110 luôn. Cái này chị nào nhanh có nè. Nè. Đẹp cực kỳ luôn. Comment mã 110 chung là ok chị em mình ơi. Quần riêng sung size tầm 52 đổ về chị em chốt ok, chị nào gọn lên 55. Lên mã 110. Chốt mã 110 trong nguyên là được nha chị em mình ơi. Cái này cái gì bán tặng luôn. Lên mã 110. Xịn lắm. Xịn lắm, xịn lắm, xịn lắm. Cho em cái chăn chăn tuyết luôn chị ơi. Cho em cái chăn tuyết luôn chị ơi. Bốn mươi ký em không có chị ơi. 110 nha chị Thương Nguyễn. Cái này cái váy này. Cái váy len rồi. Hôm này 60 vô tư. Váy sung sung như này vậy mà nè. Váy len sung. Con này em bán tặng 39 nghìn luôn. Tặng 39 nghìn luôn. Váy len nhá, đính đá hai bên này nè. Riêng nam em chưa chị ơi, riêng nam chưa nhá. Rồi cho nguyên con này đi. Bán tặng luôn chị em mình hồi nãy đặt bao nhiêu tiền trời. Váy len. Tặng mấy trời. Quên. Váy len mới bán tặng mấy chị em mình comment lại cái giá bao nhiêu nguyên nhá. Quên giá mất tiêu rồi. Đọc xong quên giá mất tiêu rồi. Váy len, váy len, váy len. Chị nào lấy váy len chút váy len cho là được. Đấy. Không phải 100, váy lông, váy len không sao. Chị Nguyễn Đông Trần comment 100 với chị đây. Không phải. Đâu có sale 100 đâu. Con này em còn 2 con này, 39 nghìn. Len 39 cho chị Nguyễn Salem. Rồi 55 đổ về nhá. 55 đổ về em bán tặng 59 nghìn luôn, còn được 2 con. Con này chị em mình mua nè, đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã công sở cho Nguyên được 2 con. Đi luôn chị em mình 59 nghìn. 59 nghìn, hàng 85. Rồi đây này chị em mình ơi. Còn số lượng ít nữa là chị em mình tranh thủ. Toàn bộ những cái họa tiết đẹp hết á. Chị em mình yên tâm toàn bộ là màu đẹp nha chị em mình ơi. Trăng tuyết này chị em mình ơi, trăng này là vừa phải. Thời tiết này chị em mình dùng ok rồi. Mà nó mềm lắm, đợt trước là về đợt hết sạch xanh xanh. Đây móc đại móc ngẫu nhiên thôi chị em mình nhé. Với mã trăng tuyết, công sở chị Minh Ngọc. Nè, chị em mình nhìn cái trăng này, đã chưa? Đã chưa? Đẹp lắm. Mà rẻ nhé chị em mình ơi. Rẻ quá luôn. 125.000 cái kích thước của nó là 2m 2m2 nhé. 2m x 2m2. Nhiều họa tiết lắm, vàng không cho chọn màu như vậy mà nói. Yên tâm là em lập toàn màu đẹp. Toàn màu đẹp hết á. Nè. Nè, sơ sơ như vậy mình xem thôi nè. Cái thời tiết ở mình thì dùng con này là quá ok rồi. Công sở còn con này thì đúng rồi, chị Vân Đô. Được 2 con. Rồi chị nào lấy cái này lên mã trăng tuyết cho Nguyên là được. Đi luôn chị mình 125.000 cái. Dòng này là dòng người ta chạy 175 đây chị mình. Dòng này người ta bán 175 đây nè. Lên mã trăng tuyết cho Nguyên là ok nhá. 125.000 cái này thật sự là Nguyên kẹp hàng. Mình khách hỏi nhiều quá, bữa nhận hàng xong là bắt đầu hỏi là trăng tuyết còn không nên về chứ bán mấy cái này nó còng kềnh. Thiệt sự là bán cái này nó còng kềnh, nó không có lãi bao nhiêu mà bán đâm ra là tiền vận chuyển ăn hết rồi. Cho mã trăng tuyết là được nha chị em mình ơi. Đây nè. Trăng tuyết nè, đây nè, hiểu. Cảm ơn mã trăng tuyết trong là được nhá. Hoàng ghi cũng nhanh hơn. Nhiều khi không in được. Con đỏ à, đỏ kìa Huyền. Đỏ kìa Huyền. Vừa rồi chị mua 175. Không, khổ. Cái loại nó loại khác nhà em chạy hai mã. Cái hàng em bán 175 ở ngoài người ta bán 250. Nhà Nguyên vẫn đang còn 175 nhé chị em mình lưu ý cho Nguyên này. Cái con này chắc nó vừa phải không? Chắc nó vừa phải, nó không dài bằng con kia. Cái này thì mùa nào chị em mình xài cũng được nè, nhưng mà thời tiết ở mình dùng con này là ok rồi. Cho người lớn. Chị ơi, cái loại này khác loại 175 mấy bữa em bán. Đánh người lớn chị Trung Phong.
Nhưng mà giá thị trường người ta vẫn bán 175 nè, Nguyên lai rõ luôn. Sẽ có hai dòng, dòng kia nó dài hơn. Cái này chắc vừa phải, không quá dài nha, chứ không là keo hôm bữa nhà Nguyên làm gì có bán lãi gì hết. Cái nào cũng tầm 10 12 nghìn đồng, 15 nghìn. Chứ làm gì ra được mà từ trên từ 50 nghìn không bao giờ có. Dạ mình thấy Nguyên có Nguyên sale cũng là ví dụ sale, dạ mình để sale, sale 15 nghìn là kinh đầu luôn rồi. Nha, cái lọ này nó khác cái lọ hôm bữa, nhưng mà cái này cũng rất là mềm nha chị ơi. Nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu lắm. Em bỏ xuống gấp lại giùm em chị. Em mở sơ sơ cho khách coi. Dạ mình không có cần chọn màu đó. Thì không có cần chọn màu đó, dạ mình nhìn. Đẹp như thế này. Đẹp như thế này mà 125 nghìn cái. Mua khoảng 2 cái để dành. Nhiều khi là có khách vô mơ cái này đẹp ra cho khách dùng nữa. Nha, chị nào lấy cái này lên mãi chăn tuyết chung là được. 125 nghìn một tấm như thế này. Đó. Ai lấy chăn tuyết comment chăn tuyết chung là được. Em rút sơ sơ nhiều mẫu lắm. Chị ơi, cái này chăn người lớn đó. Cái này chăn người lớn. Chăn người lớn. Còn chăn cho bé là chỉ có 69 nghìn thôi. Chăn này chăn người lớn nha. Chăn lớn chị mình cứ lên chăn tuyết chung là được. Comment chăn tuyết cho Nguyên 125 nghìn một cái, bắt ngay luôn chị em mình ơi. Chị Trâm Lê lên thông tin giúp em. Có 125 nghìn. Hàng này chị em mình đi mua 175 đó. Cái hàng mà Nguyên chạy 175 thì ngồi người ta bán 250. Nguyên cái này để Nguyên kẹp quần áo thì chị em mình mua cho nó đa dạng thôi. Chứ thật sự những cái này bán bù tiền vận chuyển. Bù tiền vận chuyển đó. Này, nhìn nè. Nhìn nè. Chăn người lớn, chăn người lớn, chăn người lớn chị em mình ơi. Chăn này là chăn người lớn. Chứ không phải là chăn bé đâu. À, gì nói chung là bé lớn gì cũng được, dùng cho cả nhà vì kích thước của nó tới 2m2m2. Nó dài lắm. 2m2m2 nha. Chị nào thích mua cho bé thì mua thôi, chứ còn thực sự là hàng này hàng người lớn dùng được ok là. Chị Trâm Lê cho em xin thông tin với. Chị ơi lên đơn kèm cả thông tin trên like cho em nhé. Nhiều màu, rất là nhiều màu đẹp. Dạ chị ơi em đi cái này 125 nghìn nha. 125 nghìn. Rồi chị nào lấy mã 125 comment mã 125 chung là được. Rồi bộ em đang mang luôn chị, để khách chờ. Bộ em đang mang luôn mà, em đang mang luôn chị. Đài sai không? Có bộ em đang mang đài sai. XL 2XL. Cho khách đến 62kg mang được. Ok chị Trâm Lê. LXL 2XL nha chị em mình ơi. Đẹp cực kỳ, phối với cái này chị em mình mang về thể thao này lên đây. Ok nhé, chị nào lấy mã trăng tuyết cứ lên mã trăng tuyết cho Nguyên là được. 100 Đà Nẵng chị ơi. Đà Nẵng nhé. 120 nhầm 260.000 bộ này. Cứ kêu 125.000 đang chạy đang đọc cái giá trăng tuyết liệu. Rồi chị nào lấy bộ đang mang chốt nè. Mã này lên mã này là mã sọc vàng cho Nguyên lắm. 260.000 nhầm 260.000. Cái miệng bữa nay nói lẹo kìa. Nói nhanh quá rồi đang cứ nói lẹo khang ấy. Nha chị em mình lên mã sọc vàng kèm số ký chung là ok. Sọc vàng kèm số ký nó chị em mình ơi, 260.000 cả. Cứ nhầm miết thôi á. 260.000, chị nào lấy trăng tuyết thì cứ lên trăng tuyết cho Nguyên. Rồi lên cái bộ này Nguyên đang mang luôn. 260. Hàng này đang giá của nó là 495.000 một bộ. 495.000 á. Hàng này thật sự là săn được hàng hãng rồi. Cho em cái túi á, cho khách thấy. Cho em cái túi cho khách thấy. Ở trẻ mà nhìn nó cao cấp lắm, nhìn nó đã đời lắm, hàng thương hiệu như trẻ mình ơi, hàng hãng cao cấp. Chị nào lấy cái này lên mã bộ sọc vàng cho Nguyên là ok nhá. 260.000 cái bộ này đó, bán kẹp cho trẻ mình sang những cái bộ hàng trăng 125. Chị Thái Bảo Ngọc có rồi đúng không? Đẹp bộ hả? Cho chị Mina size lớn nhất, size L nhỏ nhất chị Thông Điệp vàng. Cái L nhỏ nhá, L chị em mình 52, XL chị em mình 57 cái độ về. Nha, 2X cho chị em mình đến 60, 62, 3 size. Đó, XL cho chị Phan Chiếm. 260.000 không phải 258 nhé, 260 cho chị Phan Chiếm. Rồi chị nào lấy sọc vàng, comment sọc vàng cho Nguyên là được. 3 size chị ơi, M nhầm L, XL và 2XL. Cái miệng. Cái miệng bữa nay cứ nó lẹo miết ấy. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Size XL cho chị Hạnh Nguyễn. XL chị Hạnh Nguyễn. Bộ này nó xịn lắm. Chị em mình cứ mua về đi. Hôm bữa chị em mình mua cái bộ 280 là chị em mình biết rồi đúng không? Bộ này cao cấp. Em này em kẹp hàng. Em kẹp hàng xịn đấy. Chị em mình mua những cái bộ này về test, về đồ mai cũng đẹp. K2
cái này giờ chị ăn mình mang đi chơi, mang cà phê, cà pháo, mang với đôi giày thể thao nữa là quá ok rồi nha. Chị nào lấy sọc vàng chị ơi lên cho em cái số ký, lên số ký cho em nhé chị ơi, phải lên số ký nhá. Ok chị Hạnh Nguyễn có rồi, lên số ký nha, không có số ký chịu luôn. Dạ chị ơi cái này nó đánh là size L, là size nhỏ nhất, size L, size XL, size 2XL. Chị kéo sơ cái rèm lại giùm em chị, nó chó quá. Size 2X cho chị Nguyễn Lý. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên mã sọc vàng là được. Cho chị thấy Bảo Ngọc size to luôn. Rồi ai lấy cái này lên chị Nguyên Huỳnh ơi lên cho em cái số ký đi. Thằng có size á, nào lên số ký mới chốt đơn được nhá. Lên mã sọc vàng cho Nguyên là được. Comment mã sọc vàng cho Nguyên là ok. Chắc bữa nay phải mua thêm lưỡi heo và ăn à. Hết nói rồi mình cái lẹo biết đi. Cái miệng nó không có khớp với cái đầu. Bộ này bộ người lớn. Xây nhỏ gì Tiết Ngọc. Xây nhỏ gì Tiết Ngọc. Bộ bé em sắp lên rồi nha. Chắc là phải mua lưỡi heo ăn rồi cho rồi. 50 lá xây nhỏ cho chị Nguyên Huỳnh. Mua lưỡi cắt, cắt thể loại lưỡi rồi ăn cho rồi. Chứ nó cứ lẹo nhé. Dạ đặt lên trang cá nhân đó chị. Bộ bộ bé đúng không chị Đoàn Tâm ơi. À quên, nhầm. Đặt like chứ. Đặt like. Cái miệng Nguyên nói nhưng mà Nguyên chưa kịp suy nghĩ mà đã nói rồi. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùm Nguyên nhá. Bộ sọc vàng cho Nguyên là được. Kèm cho Nguyên cái số ký là ok nhá. 260.000. Giờ nói chậm. Nó xe to chị Dung Phạm. Xe to chị Dung Phạm. Xa 2 á. Còn rồi cho Nguyên mã này là mã sọc xanh. Vì mỗi màu nó có ít. Cho lên các màu luôn. Mấy cái màu kia đài sao? Không đài à? Không đài. Mấy cái màu kia không đài nữa thôi. Đây từng màu. Có màu có size này, có màu có size kia. Rồi cho Nguyên con này lên mã sọc xanh cho Nguyên được. Đẹp lắm chị em ơi. Chị Lê Thị thì Linh có rồi chị ơi. Rồi cho Nguyên mã này là mã sọc xanh. Nó có ít. Nên là thôi Nguyên lên từng màu nhá. Lên từng màu nha chị em ơi. Mua cho tự sắm cho mình một cái bộ đồ cho nó xịn sò. Ví dụ mình đi cà phê, cà pháo nè. Trời xe lạnh chị em mình. Chị Dung Phạm có rồi đúng không? Chị Dung Phạm có rồi đúng không? Đi cà phê, cà pháo, đi chơi nhẹ nhẹ chị em mình mang cái này, mang thêm đôi giày thể thao nữa là quá ok. Bộ đáp em sắp lên rồi chị ơi, chờ em xíu xíu. Nha, chờ xíu xíu bộ đáp nó phải xịn. Ừ. Bộ đáp bé á chị. Bộ Adidas á, bộ hồi nãy đem vô cho nhí mang á. Rồi chị nào lấy cái này lên mã sọc xanh cho Nguyên là được nhá. Kèm cho Nguyên cái số ký, những cái bộ này Nguyên nói là đang tương tác kém nè. Những cái bộ này khách đã mua rồi là hỏi nhiều lắm luôn á. Rồi cho Nguyên mã sọc xanh, kèm số ký cho Nguyên là được từ 50, 45, 48 độ lên. Và size cho chị em mình đến 62 độ về là chị em chúc đẹp. Rồi lên mã sọc xanh. Cái gì trời. Em đang like bộ lớn thì giờ hỏi bộ bé trai. Gì chị? Lấy máy. Cái bộ này còn mà, bộ này về thêm mà, bộ 280 này về thêm nè. Nó size 2 luôn à? À đợt bữa thì mình còn size nhỏ. Dạ có rồi đó chị ơi. Rồi chị nào lấy sọc xanh, lên sọc xanh cho Nguyên là được nha chị em ơi. Sọc xanh nhá. Kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Dán đi luôn chị mình 280.000 một bộ. Nhầm 260.000 một bộ. Riêng sắm cho mình những cái bộ cao cấp này về đi. Họ test về quê đi. Mang đi lanh quanh số cũng đẹp. Đúng không? Về quê mang bộ này đi lanh quanh số cũng đẹp. Ai chị nào lấy cái này cứ lạnh lạnh xe xe là mang những cái bộ này ok quá luôn ấy. Một nhầm 260.000. 260.000. Sọc đỏ chị Lương Cửu đi. Sọc đỏ lấy xe 2 chị Lương Cửu. Rồi chị nào lấy màu nào này chút màu đó cho Nguyên nhé. Ưa màu nào chút màu đó. Comment mã sọc kèm cho Nguyên. Có màu đỏ có màu cam được không Nguyên? Xanh đỏ cam. Nhưng mà chị em mình cứ lên có size bóng không có size thôi. Tại vì cái này còn lại tẻ rồi. Cho Nguyên màu sọc cam đi. Sọc cam luôn. Y như thế này thôi. Nhưng mỗi khác cái viền sọc này thôi chị em mình. Bộ này 260 chị. Bộ này 260 thôi. Rồi. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Màu cam nè, màu đỏ nè. Đỏ 2X cho chị Minh Phương Lương, màu xanh. Cam đỏ xanh. Còn được 3 tông màu. Vàng hết size to rồi chị Đặng Vũ Lê hết size to rồi chị ơi. Hết. Cho Đặng Vũ Lê size to. Size to nhất. Rồi ai lấy cái này nữa lên luôn dùng Nguyên nhé. Nguyên có dẻo mình màu sọc xanh. Các chị khác nhau ở cái phối viền này thôi chị em mình. Một cái viền này nó khác xíu thôi nè. Đây của Nguyên viền vàng thì ta cái này viền xanh này. Rồi Nguyên có chị em mình viền đỏ luôn. Thì chị em mình cứ lên còn thì em bóc khác thì thôi nhé. Tại vì cái này
nó không đầy size. Rồi sọc cam xanh size 2 chị Bina có được từng nửa màu thôi, xanh cho chị quản lý luôn, size to luôn. Ờ, size to. Hôm bữa cái hàng 280 thì khách toàn đặt size nhỏ không có hàng. Hôm bữa là khách đặt toàn size nhỏ không có hàng. Đó, rồi ai chưa có mã này cứ lên mã này. Sọc đỏ size L cho chị thông điệp vào. Từ cái khóa kéo nó cũng xịn sò vậy mà nó. Mua cho mình cái bộ cao cấp như thế này đi. Về đi đâu có cái bộ đẹp đẹp xịn xịn mà. Nha, cầu nguyên qua hả? Qua nhá. Cho em cái bộ nó có size nhỏ cho em mang bộ. Size L nhỏ nhất chị Hiền Thu ơi, LXL và 2XL. 3 size, không có size M. Size L size nhỏ nhất, cái nó size nhỏ đó hả chị? Đấy. 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 Không muốn size L không? Em ống sụn hả là như thế nào? Ống sung à? Dạ đúng rồi. Ống như thế này không có bo nhé. Không có bo gì em mà nói. Như thế này nên chị nào cao mang bạn ok, dài lắm. Rồi cái này 280 thì còn mỗi size nhỏ thôi. Đây là mã 280 này chị em mà nói. Nó xịn lắm. Nó xịn lắm. 280 cái bộ này, để mang thử cái bộ này lên chị em mình xem luôn. Nhưng mà cái bộ 280 này còn mỗi size nhỏ thôi. Size dành cho chị em mình tầm khoảng 52, chị nào gọn lên 55 và không có size to như vậy mà nói. Nha, con lên chị em mình mã này luôn. Kéo luôn hẳn cái này lại giùm em chị, kém hai luôn cái bộ này em lên luôn đó. Kem màu vàng. Cái kem màu vàng. Cái bộ mà này thì nó chỉ có mỗi size nhỏ thôi chị em mình nè. Bộ 280 có mỗi size nhỏ thôi nhá. Chị biết nào có lại cái thục xanh đi không? Lúc này chừa cho chị cái thục xanh đi rồi. Thế hồi nãy chị bảo chị sọc xanh thì chị sọc xanh cho chị đấy. Làm chi có bộ nào màu xám? Làm gì có bộ nào màu xám chị? Bộ 260 không có bộ nào màu xám hết á. Bộ này bộ 280 này chị mình. Bộ này là bộ 280, chỉ có mỗi size chị em mình 52 55 đổ về thôi. Nha, nó đã lắm. Ad của nó là 495.000 một bộ. Mã này thì nguyên đi chị em mình 280.000. Nó xịn sò nha chị em mình ơi. Dạ không, em không lên chị đồng hàng ơi. Đó, chị nào thích cái mã này lên luôn dùng nguyên nè. Mã này là 280.000 một bộ. Chị nào thích cái này lên nhanh tay luôn dùng nguyên nhé. 280. Mỗi size L. 52, 55 mũ của nó toàn bộ là hai lớp hết chị em ơi. 52 gọn lên 55. Nha, chị nào lấy cái này cho em cắt màu của cái mã này luôn. Đi cho nó nhanh, phát đi qua đồ bé nè. Này, bộ này quá là xịn luôn chứ không nói xịn nữa. Quá xịn luôn. Bộ này là cao cấp. Cho các màu luôn, mỗi màu được có mấy bộ thôi. Lên cho nguyên màu vàng. Toàn size nhỏ nha. Không có size gì Bích Hà ơi. Riêng bộ này chỉ có size 52, chị nào gọn lên 55 thôi. Đây là nguyên mang size 52 nè. Hàng giả như này chút đến 55 thôi, em không chút 56. 52. Nha, không chút cao hơn nhé. Không có size to. Không có size to. Mã này đợt trước về rồi nè. Đợt trước về lần rồi. Rồi nhá, trong nguyên màu mặn này. Comment mã mặn trong nguyên là được. Đợt trước thì toàn size nhỏ, không có size to. À, toàn size to, không có size nhỏ. Đợt nào toàn size nhỏ, không có size to. Màu đen trong nguyên này. Đó, đen phối vàng này. Đen phối xanh luôn này. Nha. Đỏ phối nu. Nhớ này cho nó nhanh. Chị nào lấy cái nào chút. Rồi, đen phối cam. Đó, từng nửa màu thôi. Ai lấy cái này, bỏ qua đi. Mắc công lâu quá. Rồi cho Nguyên lên cái bộ bé nó đi chị. Rồi bộ này cho Nguyên nè. Đây. Từ 22 đổ lên này chị. 22 đổ lên 30 đổ về. Em nó nhận cái bộ này về chỉ có sướng thôi nè. Xịn ghê luôn á. Nè. Này dạ mình nhìn nè. Nhìn cái bộ bé nè. Chắc đẹp chưa à. 20 đổ lên. Bộ màu xám là màu này đúng không? Màu xám là màu này đúng không? Cho chị Bích Hà bộ này đi. 55 kg. Ok chị.
từ từ mấy 22 độ lên nha, 22 độ lên. Chị Thương Nguyễn mình đi chốt hàng với các bạn đã đọc cái số ký tự dưng lên cái bộ bé chẳng biết cái lên gì luôn. Chị có đơn chị ghé lái luôn đi chị Thương Nguyễn. Giờ quần ống sung chị, quần ống sung không bo nha. Trời ơi nó xịn nó đẹp như thế này. Size này dành cho bé nhà mình từ 22 độ lên, 22 độ lên và 30 độ về là có size. Quên đi chị, mình 105.000 bộ này. Cầm cái bộ đồ nó đã. 105.000 một bộ này nhá, lá size chính cho chị Đặng Yến Ly, chị Thương Nguyễn gái lấy đơn luôn đi chị. 30 chị Bích Hà. 30 còn không? 30 chị Thương Nguyễn. Nguyên đi dạ, mình chỉ có 105.000 thôi. Chị em mình chốt luôn cho này nhá, 105.000 ghi lại cái giá luôn đi chị. Không bữa sau em không nhớ giá em bán ấy. Không có bộ 40 chị ơi. Em đọc cái số ký nè, 20 độ lên, 22 độ lên. Bộ đen phối vàng hồi nãy cho chị. Bộ đen phối vàng, cái này này dưới này đen này. Cho chị Minh Tâm. Đen phối vàng. Kèm số ký cho Nguyên nha chị em ơi. Size này dành cho bé nhà mình từ 22 độ lên, 30 độ về là có size. Đúng rồi, bộ nó đúng rồi đó. Bộ nó đúng rồi ạ. Nền đen phối vàng, còn này đúng rồi đó, đúng rồi đó. Chị nào lấy cái này bộ bé cho Nguyên nhé. Kèm số ký cái bộ này mà chị em mình không săn cho con thì hơi phí luôn nha. Nó quá là xịn, 105.000. Chị em mình nhìn cái viền cổ nè, mì xịn cho Nguyên nhé. Mà vải gọi là cái này không phải là mì. Dạ như bộ hai da á, chắc của nó là hai da á chị em mình ơi. Nhìn nè, đẹp cực kỳ luôn. Đó, mà đi có 105.000 thôi. Bộ này bé trai chị ơi. Bộ trắng thể thao có không chị? Em đi từng màu chị ơi. Em đi từng màu chị em mình từ từ nhé. 22 ký. Cho chị Đoàn Tâm. Cho chị Đoàn Tâm. Rồi chị em mình lên mã bộ xám kèm cho Nguyên cái số ký là được. Cho chị Lê Hiền 25 ký gộp đơn. Chị Kim Dung Trần đâu có đơn. Kim Dung Trần có đơn à? Cho chị Lê Hiền 25 ký. Những cái bộ này chị em mình phát đây về là em nói được về đúng một đợt thôi. Hàng này thật sự là đã được hàng sale. Chị em mình nhìn cái cặp quần đồ bé mà may cái cặp quần như thế này nè. Chị em mình nhìn cái phần mông nè, hàng này hàng công ty nha chị em mình ơi. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn cái bộ đồ này đó. Chốt lên luôn những bộ này nhá. 17 ký à, 17 ký hơi rộng xíu, 34 ký không có, 35 ký không có luôn. Cái này từ 20 không, 18 bông trang được chị nghe. 18 cái đứa cao cao mang bông trang được. 18 còn bao trang được. Lấy mình bộ đang mang chị Minh Tâm bảo này. Chốt chuẩn giùm em đi chị Minh Tâm ơi. Lấy màu này. 18 cho chị Hà Lê. Màu này, màu này. 18 kế chị Hà Lê. Từ từ em lên từng màu, chốt từng màu. Vì không có nhiều nên lên từng màu như vậy mà thôi. Nhìn này, em nói đồ bé mà sao lại may đẹp xịn như này. Không có bao mấy ký đâu chị. Cái này chốt đến 30 thôi. Chút đến 30 thôi, 20 chị Nga Nguyễn. 20 chị Nga Nguyễn. Rồi chị nào lấy cái này nữa lên nhanh tay nhá. Về đúng một đợt thôi. Cái này về đúng một đợt, không có hàng ấy nữa đâu chị em mình. Hàng này là được hàng sale rồi. Chị em mình nghĩ bộ này đi 105 chị em mình chỉ mua được con quần chắc đẹp như thế này thôi. Người ta bán quần lẻ này đã hơn 100.000 cái rồi nè. Đó, mà đi chị em mình nguyên bộ này 105.000. Đó, chị nào lấy cái bộ bé màu xám kèm size. Không có cái màu nào có size to hết chị ơi. Chút đến 30 ký thôi. Chút đến 30 ký thôi. Rồi màu trắng này dạ mọi người. Màu trắng cho Nguyên 105.000. 18 ký cũng bon trang được nhé dạ mọi người. 18 ký cũng bon trang được. Cao cao thì mặc. Ôi nè chị em mình nhìn. Những này dạ mình biết nè. Cái này không có xe trên 30. Màu riêng màu màu trắng thì người ta bỏ quần riêng nè. Hàng làm rất là kỹ. Hàng này hàng công ty. Nó xịn xò lắm. Rồi màu trắng kèm size cho Nguyên là được nhé dạ mọi người. Không cái này ăn trang gái gì bon trang được hết á. Con gái mang cái này cũng ok. 30 chị Nga Nguyễn có rồi. Cái này gái cũng mang được như vậy em ơi. Đó. Bây giờ thêm 30. Thêm 30. Rồi trắng cho Nguyên nhận hàng bộ này về không đẹp không mê nữa thôi luôn. 622 cho chị Phan Loan luôn. 622 chị Phan Loan. Rồi cho Nguyên màu trắng đi chị em ơi. Trắng 23. Trắng 23 cho chị Hoa Hồng Xanh Pha. 22 chị Kim Chi. Nguyên nói như thế này mà không mua cái bộ này phí lắm luôn. Cho chị Minh Ngọc 20 với 26. 20 26. 30 chị Nguyễn Văn. 30 chị Nguyễn Văn. 27 chị Nguyễn Lý. Bộ này con gái cũng bon trang được luôn. Nè, cho mình nhìn cái cổ của nó nè. Xịn chưa?
Một cặp là chị Minh Ngọc 20 với 26. 20 26 chị Minh Ngọc. Một cặp 20 với 30 cho chị Nga Nguyễn, 20 30. 20 30 chị Nga Nguyễn. Rồi. Trắng 22 chị Đoàn Tâm. Trắng 22 chị Đoàn Tâm. Trắng 30 còn không? Trắng 30 cho chị Nguyễn Nguyên. Nguyễn Nguyên. Bộ nạn trai con gái gì bon trang được hết với dạ mà nó xịn sò như thế này nè. Mà nguyên đi luôn chị, mình chỉ có là 135 không có. Hello chị Cúc Phan nhé. 105.000. Không có size to chị ơi. Cái này mỗi size ví dụ như bé mình cao thì là 18 kg cũng bon trang được. 18 độ lên và 30 độ về là có size. Nha, 30 độ về có size rồi, chị nào lấy trắng comment trắng cho mình được. 105.000 một bộ. Nha dạ mình ơi, 105.000 một bộ như thế này nè. Chị nào chưa có cái mã này săn nhanh luôn. Nó quá thể là rẻ rồi. Ai chưa có cái mã này cứ lên mã này là mã trắng kèm size cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. 105 trắng kèm size 105.000 một bộ. Chị nào chưa có cái này chúc nhanh tay nhé. 105. Chị ơi chúc chuẩn giùm em đi. Chúc đơn chúc chuẩn giùm em cái, đừng đổi qua đổi về nhé. Rồi còn màu chi nóng chị. Màu xanh đen. Đẹp Nguyên lên từng màu cho dạ mình nhé. Trời ơi, cái bộ nắng đã. Trắng 30 còn không chị? 30 chị Bích Hà. Này. Rồi xanh đen cho Nguyên là được nhá. Chị em mình đẹp lắm. Này. Chắc phê phê luôn. Nhận hàng cái bộ này về đi chị em mình ơi. Rồi cho Nguyên con này xanh kèm size. Xanh kèm size nhá. Lên xanh cho Nguyên kèm size. Nhím nhà Nguyên mặc size nhỏ nhất chị ơi. Mang size nhỏ nhất. Nó đang mang size nhỏ nhất đó. Rồi chị nào lấy xanh chị em mình nhìn cái áo của nó này. Hàng này toàn bộ hàng công ty, hàng đẹp cực kỳ luôn, bộ thể thao. Mà đang đi cái này giá. Ở chốt luôn đi cho rồi chứ làm gì còn nữa. Hắn cao mà, cô em cao mà. Xanh 30. Xanh 30 cho chị Thương Nguyên. Trắng 30 còn không? Trắng 30 cho chị Cúc Phan. Còn không? Hết rồi chị ơi. Xanh, 3, xanh 25 chị Kim Dung Trần. Xanh 25 cho Kim Dung Trần. Xanh 27 chị Nguyễn Lý. Xanh 20 với 30 cho chị Nga Nguyễn. 20 với 30 chị Nga Nguyễn. 30 còn không? 30 chị Mộc Vy. 30 chị Ánh Ngô. Không có size to chị ơi. Cái này size dành cho bé nhà mình. Dạ dở không có đến 35. Không có 35 nhé. Cái này size dành cho bé nhà mình đến 30kg thôi. 28kg đổ về thôi. Mã này hiện tại còn 28kg đổ về. 27 gì Đặng Yến Ly có chưa? 27 gì Đặng Yến Ly có rồi. Rồi chị nào lấy xanh lên xanh cho mình. Cái bộ này em nó là siêu đẹp. Nó dài xíu cũng được nhưng mà trẻ mình này. Cái bo ấy. Có bo ấy. Nên là dài xíu cũng được nhé. Rồi chị nào lấy cái này. Xe 30 còn không chị? Xanh đen xe 30 hết rồi chị Nguyễn Nguyên ơi. Hết xanh đen rồi nhá. Còn cái màu nào có xe 30 nữa không? Còn màu trắng không? À còn màu xám. Còn xám là có xe 30 còn đúng một bộ. Rồi chị nào lấy cái này, còn màu đen nữa là hết này. Có 4 tông màu thôi. Có 4 tông màu và size cho bé nhà mình từ 18 độ lên 30 độ về là có size. Thế bỏ cho chị Nguyễn Nguyên. Bỏ chị Nguyễn Nguyên. Rồi cho màu đen luôn. Nót màu đen nữa là hết. Nót màu đen nữa là hết nhé. Chị em mình lên đen kèm cho Nguyên cái size là được. Lên đen kèm size cho Nguyên ok như vậy mà nó. Nó quá là đẹp và nó quá là rẻ. Nó có 35kg chị ơi. Cái này không có 35kg. Này dạ mình nhìn nè. Màu cuối cùng hết màu. Màu cuối cùng hết màu. Cho Nguyên con này nhé. Bán tặng nó luôn chị em mình con này giá đi chị em mình là 105. 105 nha, còn mỗi màu đen thôi. Từ 18 độ lên và 22kg độ về, à nhầm 30kg độ về là có size. Này, cái này mà không chốt nữa thực sự là không biết chốt cái gì luôn. Đó chị nào chưa có cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Có cái bộ bé gái mà size to á. Sám 30 còn không chị? Sám 30 chị Mộc Vy. Đấy. Cái bộ mà bé gái vẫn có cái mũ này size to thì còn ở đâu ấy? Đúng rồi. Cái nó có size đại cô á.
Size đời cô mà giá có 135.000 thôi. Cho chị Nguyễn Lý đen 27. Rồi ok, chị nào lấy màu đen nữa chút đen cho nên là được, nhá hết màu. Rồi lên màu đen nữa thôi là hết màu nha dạ mình ơi. Nha, ai lấy đen comment đen từ 18 độ lên 30 độ về là có size. Đen 20 với 30 cho chị Nga Nguyễn. 20 với 30 luôn cho chị Nga Nguyễn. Rồi ai lấy đen comment đen chung là được nhá. Giá lên chẻ mình con này chỉ có là 105.000 chẻ mình, nhìn nó in cái văn. In văn nổi đẹp chưa? Cái này dập văn nổi chứ không phải in văn nổi, cái này gọi là dập văn nổi. Như này này. Xịn sò cam cái bộ đồ đẹp hơn bộ người lớn mới chẻ mình ơi. Thật sự luôn, mai bộ đồ bé còn 105.000 mà đẹp hơn cả bộ người lớn nhiều luôn. Nhá chẻ mình nhìn nó xịn sò hơn không? Nhìn cái đường kim mũi chỉ luôn, dùng nguyên nhìn cặp quần. Nhìn phần mông mai sau này. Đó, chị nào lấy cái này lên đen cho nguyên kèm size là được. Đen kèm size 18 độ lên 30 độ về có size. Rồi ai lấy đen thì chốt đen luôn dùng nguyên nhé. Chị em mình xem like cố gắng tương tác luôn dùng nguyên này. Mỗi chị em mình đang còn theo dõi like chấm tương tác lên luôn dùng nguyên nhé. Để lên nhiều mã hàng lắm. Cho em tiếp cái cặp áo này em bán tặng trước cái đã. Cặp áo nó bán tặng này. Tương tác với chị em mình luôn. Có nhiều người mua một cái xong xả cái cũng vô like coi nhé. Không có. Mua cái xong mua có một cái đi đơn chị em xong giờ thấy cũng vô like đó. Vô like chốt đơn hàng Quảng Châu da cá tàu. Đẹp mà. Hai cân chưa? Cái này mỗi màu có một cái hai cái thôi, con này 22 cái độ về. Cái này em bán like bán tặng cái dạ mình luôn, cái này còn lẻ size nhé. Giá này giá bán tặng luôn dạ mình nhé. Cho nguyên con này lên dạ mình 39.000, ít quá hay. Sao cứ tụt xuống dưới 100 view rồi. Con này bán tặng 39.000 luôn nhé. Đen 19 cho chị Phạm ngát. Đen 19 cái gì Phạm ngát. Một đen một xanh 20kg cho chị Trần Thanh Hảo. Hết màu rồi đó, có từng nớ màu thôi chị em mình ơi. Có từng nớ màu thôi. Con này em bán tặng cho em 39.000 luôn được không? Chị em mình nhìn con áo nè. Nhìn con áo nè. Size 2 đổ về cho gái nhé. Comment mã gái tặng 39.000. 22 đổ về là chị em chúc đẹp. Con này là chất da cá như vậy mình. Nhưng mà hàng này là hàng Quảng Châu luôn. Con này hàng Quảng Châu luôn. Bộ bé trai 50kg à. Giờ em không có bộ dài bé trai 50kg đâu chị ơi. Rồi lên luôn dùng con này hồng 39.000. Chúc hồng 39 cho Nguyên là được. Hồng 39k cái này còn lẻ à. Chị Nguyên Hồng Vân. Cái này đang còn lẻ lẻ à. Size 18 đổ về thôi. Hồng 18. Comment mã hồng 18 cho Nguyên là ok. Comment hồng 18. Xíu ấy thì cắt ra tăng cái size cái màu đi cho nó dễ chị. Hồng 18. Này cân chưa? Làm biết gì cũng được. Mang với quần legging cũng ok. Rồi cho Nguyên mã hồng 18. Sale luôn kẻ mình con này 39.000. Hồng 18. Hồng 18. Chị nào lấy hồng 18 chút hồng 18. Chị em mình comment kèm cái số ký nha. Rồi hồng 22-25. Còn được 2 con màu hồng. Tặng 39.000 nó. Còn 22-25 nhá. Sale nó luôn chị em mình con này. Nó là 18 đó thì. Con nó 18. Con này 22-25. 18 cho chị Cúc Phan. Rồi chị nào lấy hồng 22-25 chốt luôn dùng nguyên. 39.000 hết đó chị em mình ơi. 39.000 hết đó. Thường là những cái này á em đi. Chị em đang đi nguyên bộ chị ơi. Em đang đi nguyên bộ. Ui màu xanh này đẹp quá nè. Size 18-19kg. Nàng trai gái gì mà ăn được. Mà em đang đi chị em mình 39.000 thôi. Đó. Rồi chị nào lấy cái này lên mã xanh 18-19 cho Nguyên là được nè. 22 đó. 22. Rồi lên xanh cho Nguyên là được. Hồng 22 cho chị Đằng Vũ Lê. Comment mã xanh cho Nguyên là được nhé. Xanh 18-19 cái là được ấy. Rồi cho Nguyên kem. Kem cũng dưới 20 là ok nè. 39.000 hết. Giá này chọn bán tặng. Em mình khỏi phải lăn tay những cái mã này. Còn ít em bỏ lên bán tặng chị em mình xem like cố gắng tương tác đi chị em mình ơi. Chấm tương tác thả tim thả like luôn dùng nguyên nhé. Con này em bán tặng nó luôn chị em mình 39.000 luôn. Tặng nó 39.000 kem luôn. Chị nào lấy kem chút kem cho mình được nhé. Cái này toàn size nhỏ à. Rồi cho nguyên màu nu này. Nu này size 22-25. Màu nu này size 22-25. Không có size nhỏ chị ơi. Nu này size 22-25. Trời ơi 39.000 làm sao chị em mình mua được con này. Đi nhập còn không ra nữa nhá. Chị nào lấy nu comment nu chung là được nhá. Size 225. Like cả một tiếng trời mà. Mà có. Kem cho chị Phạm Minh. Nu cho chị Trung Kiên Nguyên. Các kem ghê luôn. Màu nu này size 15.
Nu này size 15, những cái này ta gái gì mang được, trừ màu hồng là chị em mình mới lọc. Cái này size 15 kg nè. Nhìn cân chưa? Nu 15 trong em được nhé, 39.000. Nu 15 39.000. Chị nào lấy nu 15 chút nu 15 trong em được. Cái này còn bóc cho em đi chị phân luôn, cái này em đi luôn đã. Nu 15. Chị nào lấy nu 15 chút nu 15 tặng 39 cho nó gọn hàng nhé. Rồi cho Nguyên hồng 22. Hồng 22 39.000 luôn. Hồng 22 chị Nguyên Diều. Hồng 22 39. Hồng 22 39. Rồi kem 25. Kem 25. Kem 15. Ngay cửa cái trụ á. Rồi còn kem size 15 này chị em mình ơi. Kem 15 tặng 39.000 nha chị em mình ơi. Kem 15 tặng 39 nè. Kem 17 tặng 39 và kem 22 25 tặng 39.000 luôn. Giá này là giá bán tặng luôn cho nó gọn nhà đây chị em mình ơi. Cho qua mẫu á. Đó, chị nào lấy cái này lên mã kem kèm size cho mình được nhá. Size đến 25 là ok. Kem này đến 25 kg là ok. Chị nào lấy kem chút kem chung là được nhá. Đến 25 kg. Rồi xanh cho Nguyên nè. Ngang số 6. Kem 17 cho chị Kỳ Minh Ngọc. Kem 10. Kem 22 cho chị Dung Nguyễn. Cho bắt tính nha. Rồi 16. 15 16 xanh tặng 39. Con này 15 16 xanh tặng 39. Chị nào lấy 15 16 chút 15 16 cho là được nhá. 39.000. Rẻ quá, 39.000 rẻ quá. Kem 22 em hết rồi. Xanh 15 16. Chị nào lấy xanh, màu xanh này đẹp nè, mặn trang gái gì mang này cũng được hết á. 15 16. 18, xanh này 15 16 và 18 có được 3 con. Dán lên chị em mình 39.000 vô nhà Nguyên Xăng đồ bé, đồ lớn gì cũng rất rất là rẻ. Đó, cái này chị em mình tranh thủ này. Comment mã này là mã xanh cho Nguyên kèm size. Xanh nha chị em mình ơi. Xanh kèm size, màu này con trai con gái đều mang được hết. Chị không kê size. Kê số ký đi bóc trắng nhắn. Xanh 15 chị Ngô Thị Lợi. Xanh 18 cho chị Minh Ngọc. Bộ em đang mang 280.000 cho chị Hoa Đỏ. Rồi cho Nguyên con này. 20kg màu nâu. 20kg nâu nhé. 39.000. Chị nào lấy nâu 20 chút nâu hay. Nâu 20 nhé chị em mình ơi. Nâu này 20kg. Sale nó luôn chị em 39.000 nâu. Hai hai ký có. Rồi chị nào lấy nâu chút nâu. Nguyên Thị Ngọc Lan. Nâu dưới 20 là ok, hết xanh rồi chị ơi. Nâu dưới 20. Chị nào lấy nâu 20 chốt, Nguyên đang bán tặng chị em 39.000 thôi. 20 chị Dung Nguyễn. Rồi nâu 18 và nâu 17. Nâu này còn đài size này. 15 đổ lên đây nè. 15 đổ lên. 20 đổ về. 20 này. 20 này. 20 này. Nâu 20 chị Thương Linh. Rồi chị nào lấy nâu chút nâu giờ còn dưới 20 thôi. 15 đổ lên, dưới 20 đổ về và tặng 39.000 luôn. 15 đổ lên dưới 20 đổ về. Tặng 39.000. Giá này chọn giá bán tặng đó chị em mình ơi. Rẻ quá. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên nâu comment kèm nâu kèm số ký cho mình là được. 39.000 con này là da cá hàng đẹp như vậy em ơi. Cái này chị em mình mua ở ngoài thì nó không quá đắt nhưng mà tầm rơi vào 70-80.000 là gọi là giá. Giá người ta hay chạy á, giá 70-80.000 là giá người ta hay chạy á. Rồi 17 chị Minh Tâm Trần. Ở trong này hiện trong sọt này hiện 17 chị Minh Tâm Trần. Rồi còn cái màu xanh này size 15 này. Còn cái màu xanh này size 15 này. Đi 39.000. Bé trai size 2 à. Màu nào còn size ấy thì bóc cho chị cái gì. Bộ áo này. Áo. Rồi chị nào lấy xanh 15 comment xanh 15 chung là được như vậy mà thôi. Thả cái like xuống mình xin. Xanh 15. Chút xanh 15 chung là được nhá. Đang bán tặng kèm 39.000 xanh 15. Xanh 15 chị nào lấy xanh 15 chút xanh 15 chung là được. Rồi màu kem Nguyên còn 17 18 xanh 15 chị Thủy Tiên. Xíu nữa. Rồi ok. Không có size 26 kg đâu chị. Cái này toàn size nhỏ thôi.
cái mã da cá tàu to nó chắc là mình có đúng không? Không, cái áo lẻ cái 18 chị đào bích nè, cái 18 chị đào bích nè. Rồi chị nào lấy kem chút kem, còn 15, 16 nữa thôi là hết. Hai cái đi chợ mình 39 nghìn thôi. Rồi hồng còn hai cái, một cái 17, một cái 19. Hồng còn hai cái, một cái 17, một cái 19. 39 nghìn. Rẻ quá chị em mình ơi. Đó, chị nào lấy cái này lên mã hồng cho Nguyên kèm size, một cái 17, một cái 19. Một 17, một 19 và 39 nghìn con. Không, em không lên quần lễ bé trai, vợ không có. Không có quần lễ bé trai. Quần Mỹ đâu rồi chừ biết tiền. Hồng 17. Sai chưa? Hồng 17 cho chị đâu biết. Rồi còn hồng 19 thôi. Còn hồng 19 thôi, không có 25 chị. Rồi chị nào lấy hồng 19 comment hồng 19 cho qua được khách hàng nhé. Khách hàng, à rồi hồng 22. Hồng 22 luôn. Còn hồng 22, còn hồng 19 chị, còn hồng 19 và hồng 22 thôi. Nha chị nào lấy cái size nào chốt cho Nguyên nhé. Hồng 19 và hồng 22 và giá lên chị mình 39 nghìn con thôi. Đi đâu mà giá rẻ như thế này chị em mình ơi, những con áo nào mà đi 39 nghìn. 22 chị. Cái này còn hồng 22 cái đổ về thôi. Rồi nhá, chị nào lấy hồng 22, chốt hồng 22 cho Nguyên là được. Sale luôn chị em mình là 39 nghìn, có cái bộ này. Bộ này size tới mấy chị? Hả? 15. Thế cho em lên cái bộ đại cồ trước. Bộ cồ hồng trước. Hồng 23 cho chị Phạm Minh. Em lên sang sang lớn, sang bé, sang lớn, sang bé nhé chị em mình thôi. Cho dễ chốt nhé. Cái bộ này em nói chị là không mua phí. Còn có được 3 thôi vậy chị. Từ mấy cái đổ lên. Bốn lăm được, em ăn vừa. Ờ, cho mấy đứa ăn gái mà tới mấy rưỡi thôi chị em mình nhé. Mấy năm 2. Mấy năm đổ về thôi. Bộ gái, bộ cồ cho Nguyên này, từ 28 đổ lên. Này nhìn cân cho còn đúng 2 ri này, chạy nào lấy tranh thủ chốt này. Vì hàng cồ em về là hết à. Sai mà tới 42kg, 45kg. Đứa nào cao là lên 45. Còn không chốt đến 42 là ok. Bộ gái cồ như thế này chạy mình này, nhìn hàng cho Nguyên này. Mà đi chạy mình 135.000 cái bộ này thôi. Chắc của nó chắc có tông tàu chéo nhé. Sai cho gái nhà mình từ 28 đổ lên và 42 đổ về, đứa nào cao lên 45 luôn dùng là được. Mà ăn đi chị em mình là 135.000 một bộ. Nghe cái giá như dùng em nhá. 135. Bộ cồ mà bốn mấy cái mà da cá tàu mà đi chị em 135. Nha chị nào lấy cái này lên mã gái hồng kèm size. 45 cho chị Mèo Nga. Comment mã gái hồng kèm size cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Đẹp cực kỳ. 135.000 thôi. 135 nha chị em mình ơi. Cái nào Nguyên nói chị em mình đi mua cái size nhí không, người ta đang chạy 150 rồi. Size nhí không người ta để đi 150 rồi, Nguyên đang đi chị em mình size đại cồ. Size cồ. Đó, sướng chưa? Ok chưa? Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Đang không có trai chị ơi. Đang có tạm gái đi đã. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Dạ không có chú ơi. 28 chị Lê Bích La. 28 chị Lê Bích La. Rồi ok, chị nào lấy hồng comment hồng nhé. Áo nam thì chờ tầm khoảng 3 hôm nữa là sẽ có áo polo nam về. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã hồng kèm size cho Nguyên là được. Size này dành cho gái nhà mình từ 28 cái độ lên và 42, 45 cái độ về, mà đi chị mình chỉ có 135.000. Mà chắc của nó là chắc da cá tàu. Còn được có vài ri thôi nên là chị nào chưa có cái mã này săn luôn nhá. Rẻ quá. Chưa có cái mã này phát luôn vì quá là rẻ. Ai lấy cái này lên luôn dùng em sao chậm thế ta. Những cái bộ đài cồ 135 mà sao chậm quá luôn. Chị Thảo Vương 29kg lên thông tin giùm em chị Thảo Vương ơi. Lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live dùng em nhá. Chị Thảo Vương 29kg. 28, 29kg chị Thảo Vương. Rồi ai chưa có cái bộ này nữa lên luôn dùng em nhá. Tiếp cho Nguyên cái bộ vàng này. View cứ làng tàn 87 view nhé. 87 view không được lên được 100 view luôn á. Đáng quá luôn chị em mình ơi. Chia sẻ phát nữa nè. Để chia sẻ phát nữa nè. Chị em mình xem like tương tác lên cho em đi. Thả tin thả like chấm tương tác để có mà động lực mà lên được nhiều mã nhá. Rồi cho Nguyên con này. Còn VX nữa em chỉ đi hàng sale thôi, hàng lẻ thôi. Nha, VX nữa là em đi hàng sale, hàng lẻ thôi. Dưới 80 view là em đi hàng lẻ thôi nhá. Trời ơi. Mấy. Mấy tới mấy ký? 23 đô đi, 25 thôi. 12 đến 25 ký mà chị em mình nhìn cái bộ này. Nhất cái nách chưa? Nhất cái nách chưa?
toàn bộ đính đá hết như thế này. Cái này là người ta còn may ép vải vô trong này nữa nè, đính đá xung quanh, nhìn cưng chưa. Cái này con đi được, chạy mình 115k đi, da cá tàu nhá, 115.000, size từ 12 độ lên. Chị Thảo Vương lên cả địa chỉ trên live cho em nhé, 12-13 độ lên, 25kg độ về, lên mã đá vàng trong là được. 115.000 cho Nguyên nha, bộ nàng đi chạy mình 115.000, size từ 12-13 độ lên và 25kg độ về là có size. Chạy mình nhìn con áo của nó này, lên mã đá vàng kèm size cho Nguyên là được. Đá vàng lên kèm size 115.000. Trời, không phát cái này chắc là giờ không đi hàng Nguyên Ri được đâu chị ơi. Ít quá chị ơi, tương tác kém quá chị ơi. Trời ơi, sao thế? Nó xịn như thế này, dạ không bao chăng. 25 cho chị Lưu Bậu La, 25 chị Lưu Bậu La. Trời, cái bộ này mà tương tác kém quá. Nha dạ, mình chờ cái gì? Không có 35kg, cái này không có 35kg đâu chị. Giờ cái gì mà không chốt những cái bộ như thế này, xịn xò như thế này. Mà giá đi chị, mình chỉ có là 115.000 nha, từ 14 độ lên, 25kg độ về là có size. 15 chị Minh Tâm Trần, 15 chị Minh Tâm Trần. Rồi ai chưa có cái mã này lên luôn cho em màu hồng nữa thôi, cho em đó màu hồng nên chuyển mã đi, đừng đi hàng ri nữa, đừng đi hàng ri nữa. Bé trai đài ra, nhà em bé trai đài ra, nhưng mà tương tác kém quá không. Dạ mình thấy không, lên nguyên một ri mà chốt còn bộ hai bộ mất công. 18 cho chị Đào Bích, 18 chị Đào Bích. Dạ có, 31 cái bé trai nhiều lắm chị. Cho bộ có mũ á, bộ có mũ nó đi bao nhiêu tiền à? Rồi lên mã đá hồng cho Nguyên kèm size. Comment đá hồng kèm size cho Nguyên là được nhá. Từ 12-13 độ lên và 25 độ về luôn. Có hai tông màu. Comment mã đá hồng cho Nguyên là được nhá. Bắt một vỏ lao Văn Bàn Lào Cai hết mới. Đây lại xe nhỏ chị ơi, không có xe to. Chỉ có xe to là có cái bộ viền phối thôi. Rồi chị nào lấy hồng lên hồng chung là được. Comment mã hồng. Bộ bé trai bữa giờ em lên chị em thấy có chị mình chốt đâu, bộ hàng công ty đó. Bộ bé trai là hàng 140.000 đó. Bộ 140. Hàng Buma rồi đấy. Buma Tommy rồi đấy. Rồi cho Nguyên con này đi, chị nào lấy cái này lên mã đá hồng cho Nguyên kèm size là được. Ghi giá luôn nha chị, chứ lần sau không nhớ giá đâu. 23 cho chị Trang Trang, 20 chị Thảo Vương. Hồng, hồng ấy, hồng ấy. Ghi giá của chị, lần sau không nhớ. Vàng 23 cho chị Thu Phương Hoàng. Sao bữa nay khách cứ lên lấy giờ like biết ta. 23 chị Thu Phương Hoàng. Vàng, vàng, vàng. Vàng, vàng cho Thu Phương Hòa. Thu Phương Hòa. Rồi cho lên bộ mũ kia đi. Bộ mũ kia coi size đến bao nhiêu ký. Bộ mũ Manu bên đây chứ. 100 mấy. 129k bộ mũ. Sai từ mấy tới mấy chị? 25-35 ký có size. Hồng 23 cho chị Phạm Minh. Không có bộ bé ca 45-50 đâu chị. Không có, không có 45-50. Hồng đá gì Đặng Vũ Lê size 2. Size 2. Ôi. Không có à? Lấy cái màu hồng đậm hơn xíu cho chị được không? Chị ơi, chị Phạm Minh ơi, lấy hồng đậm xíu hơn được không chị ơi? Rồi cho Nguyên cái này đi. Comment mã này đi chị Phạm ơi. Đây bộ bé trai đây nè. Vứt cho em đi. Có màu hồng đậm này được không á chị ơi? Cái bộ hai mấy ký hồi nãy á. Chị Phạm Minh phải không? Hay chị Đặng Vũ Lê? Chị Đặng Vũ Lê đúng không? Chị Phạm Minh hồi nãy có rồi đúng không? Chị ơi, chị Đặng Vũ Lê lấy cái màu hồng này được không? Chứ màu kia hết size rồi. Lấy màu hồng này được không? Chứ màu kia là nhà Nguyên hết size rồi nhá. Ok, chốt nha chị nhá. Hết màu hồng kia rồi. Rồi cho Nguyên cái bộ này, lên tốc độ cái bộ này luôn nè. Size này dành cho bé nhà mình 25 độ lên 35 độ về chị. 25 độ lên 35 độ về, bộ này là bộ
bộ mũ nhé, như thế này chị em mình nè, cưng không? Đá vàng chị Lê Bích Lan có rồi đúng không? Đá vàng chị Lê Bích Lan có chưa? Này Lê Bích Lan hay Lưu Bảo Lan? Lê Bích Lan, đọc lộn, phải không có Lưu Bảo Lan đâu. Lê Bích Lan. Rồi cho nguyên cái bộ này nè chị em mình ơi. Size này dành cho con trai nhà mình từ 25 đổ lên nhé, 35 cái đổ về có size. Nguyên đây chị em bộ này 139.000 này chị. 129.000. Bộ này là bộ da cá tàu luôn, 129. Nha, những cái giá này chị em mình yên tâm là đi ra ngoài không bao giờ có giá này hết. Có bộ mũ mà và áo khoác cho bé gái. Dạ không, không không không. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng em. Comment mã này là mã mũ nu cho Nguyên là được. Kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Mũ nu kèm số ký, giá đi luôn chị em mình 129.000 một con. Nha, xong em đẩy hàng lẻ chị em mình nó không lên được hàng hàng ri đâu. Hàng ri mấy hôm nay tương tác kém lên nguyên ri chị em mình bóc có một bộ phí lắm. Màu này với màu xám thôi chị. Màu này với màu xám thôi, xám đậm hơn thôi. Chỉ có màu này với màu xám đậm hơn thôi, chị nào lấy chốt. Rồi em lên hàng lẻ nhé, em không đi những cái mã hàng này nữa chị em mình ơi. Nha, không đi hàng hàng ri nữa. Hàng ri lên hết hàng quá, chị em mình chút có cái nát hàng ra hết. Lẻ sai ra hết. Cái này nãy còn mấy cái nè. Bộ lụa em like cả ngày hôm qua rồi. Cái này em còn mấy cái nè, size 17. Không lẽ ao ra vô lại ta. Cái mà vậy mà không tương tác luôn á, nhiều chuyện ngồi. Mấy hôm nay like chán dễ sợ luôn á. Mà toàn hàng xịn không? Toàn hàng xịn mà giá rẻ không á, mà like chán quá. Thôi cho em lên hàng lẻ đi. Nu 29 cái gì Thảo Vương? Xám phải lên số ký đi chị, không có số ký là em không chốt đơn được nhá. Phải sao phải có số ký, không có số ký là bó tay luôn. Thôi em xem hàng lẻ đi nha, em không lên hàng ri nữa chị mình ơi. Chị lên size đi chị Thu Xương Đào. Lên hàng lẻ đi, bán tặng hàng lẻ thôi. Xem hàng lẻ đi, không đi hàng ri nữa. Hàng ri ra nát hàng hết. Đây quần đồ tùm lum đó chị. Cho em quần đồ đi, lên đôi quần đồ cả đài quần kìa. Cặp 36 với 32 gì thú xinh đào màu màu xám. Xám với màu nâu. À màu nâu màu nâu. Màu nâu á, màu nâu nâu á. À quên lộn. Màu này nè, màu xám xám này nè. Bộ em mặc là 280. Rồi, giờ em chỉ đi hàng lẻ thôi nhé. Không lên hàng ri nữa chị em ơi. Hôm nào view ok, tương tác là ok thì em chốt em lên hàng ri nhé. Chứ em đi hàng mà hàng hàng nguyên ri á, lên giờ chị em mình chốt một bộ ra lẻ hàng hết. Không đại sai. Nát hàng bình thường lên hàng nguyên ri á, mỗi người chốt mỗi size là xong. Bộ này còn mấy bộ này, em tặng gọn luôn đi. Bộ tiểu thư trong nào được. Bộ đá bé trai 22kg màu đen còn không chị? Đá trai 22kg màu đen còn bóc cho chị Phan Chiến. Rồi cho nguyên con này. Em không lên đồ bé nữa chị ơi. Phí lắm. Lên gái thì vậy mình kêu trai, mà lên trai là hỏi gái. Lên gái thì không chốt, mà lên sau là qua là hỏi. Có hết đi cũng có đầy luôn. Hết đi lắc nhung. Hàng nó một lại 5 em xây 90 đó. Lót nhung có đài cả trai cả gái luôn, nhưng mà tầm khoảng 28 cái độ về, không có xe to. 28 độ về. Rồi mấy cái này em bán tặng nó luôn nha. Bộ tiểu thư size 55 độ về, em đi hàng lẻ thôi. Đi hàng lẻ thôi nhá, trong mã bộ tiểu thư 55 độ về chị em chốt đẹp. Bộ này chắc của nó chắc đuổi xước nè. Mua riêng chị em mình mua bộ nhà Nguyên chị em mình yên tâm, chắc yên tâm giá luôn. Đây còn bộ em đi chị em mình bộ này 59k gọn luôn nha. Chị nào lấy cái này lên luôn mã bộ tiểu thư 59k size 55 độ về. Con này chắc của nó là chắc đuổi xước nè. 59k size 55 nha. Ai lấy mã bộ tiểu thư 59k size 55 chốt lên luôn dùng là ok như vậy mà thôi. Rồi tiếp mấy con quần này bán tặng nó luôn.
không nói như thế mà cũng không chị nào chấm lên luôn, không tương tác luôn, ấy không hiểu luôn á. Trời ơi. Chả thấy tương tác luôn. Thêm nhiều hàng lẻ lên chị, ba cái hàng lẻ 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 thứ cái bỏ xuống nhà bán tặng đi. Cho chị nào tương tác. Bà lẻ lẻ bỏ xuống hết cho em. Kém em nó chưa khi nào mà nó kém như này luôn. Lai cả hơn tiếng 15 phút rồi nó cứ lên sang 83 view nè. Nay mất mệt luôn. Không lên nổi đừng 100 view nó 200 mấy view. Con này 57 độ về tặng nó luôn, kẹo mình 60.000 luôn, ai nhanh có. Tổ ong nhá. Tặng 60 luôn. 57 độ về. Tặng gọn 60 nhá, chị nào lấy cái này lên 57 độ về và tặng gọn 60k. Chị nào lấy cái này phát nhanh. Rồi cái quần này còn cá nè. Size 50. Giờ em chị đi hàng lẻ thôi dạ mình nhá, chị nào chốt được cái gì chốt nhá. Size 50, cái này bán tặng nó luôn chị mình 29.000 luôn, ai nhanh có. 29k nó. Size 50, hàng này hàng 79k. Tặng nó 29.000. Tặng nó 29.000. Thì coi xíu nữa coi ở trong có chỗ nào chắc bớt vô trong nha. Hàng về nhiều mà cứ lấy ngồi này để hết, ngồi này không biết cái hàng gì like hết. Buổi tối là không biết cái hàng gì mà like luôn á. Quần 29. Quần 29 thải xuống rồi đó. Nghĩ là trai đang có đơn nha. Quần 29 cho chị Lê Bích Lan. Rồi size 50. Tặng 39.000 luôn, ai nhanh có. Hàng 79k nè. Tặng 39k size 50. Quần kaki nhé. Tặng 39k size 50. Chúc mã 39k size 50. Mấy con quần này cao cấp này để lại được. Giá có xe không lên được. Không lên được này. Ba con quần cao cấp này cọc lại cho em. Hai con quần cao cấp nữa. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này. Nguyên set ring nè. Xe này 57 độ về nhé. Còn một set đi chị em 69.000 luôn. Set ring áo tay cọc nhé chị mình chị Hằng Lê. Con này áo tay cọc nhé, bán tặng luôn chị em mình là 69.000 đi. Nguyên set ring nhá, nguyên set ring. Đi chị em mình set này 50 69.000 luôn đi, 69.000 nhá, chốt mã 69 trong là được. Bộ đùi đuổi tơ này em bán tặng luôn chị em mình luôn. Xe 55 đổ về, cái này em còn bộ nè. 55, 2 bộ. Xét chốt đi. Xét cho chị Lê Duyên Phan. Cái này cho chị em mình 55 đổ về, em bán tặng luôn chị em mình 55.000 luôn. Bộ này đuổi tơ, tặng 55. 55 đổ về và tặng 55 nó. Riêng em hết. Nha chị nào lấy cái này lên mã bộ đuổi tơ. 55 đổ về và bán tặng 55. Nha, comment mã 55 trong là được. Xét riêng có 1 set thôi. 55.000. Nha, chốt mã đuổi tơ chung là được. Bộ này quá là rẻ như vậy mà thôi. Nhìn nè. Nhìn cái bộ này nè. Tặng 55 luôn được không? Size này 55 đổ về bộ đùi như vậy mà thôi. Rẻ này rẻ ngắt xỉu luôn. Nha, còn được mấy bộ thôi. Xe nó luôn kẹo mà 55.000. Chị nào lấy bộ 55, comment bộ 55 cho rồi. Nhìn cái bộ đồ này. 55 đổ về thôi. Tặng 55 luôn. Kẹo mình nhìn gặp quần. Cái này vô mùa không có hàng bán được, nhập không có hàng đâu. Những cái này vô mùa không có bao giờ có hàng, không có bao giờ có giá nào hết nha. Chốt mã 55 trong là ok. Này còn một set tinh loan nữa nè, ta 57 độ về. Chị coi gì mà em cứ cọc áo náo da cá tàu bé xe to. Da cá tàu bé xe to đó. Rồi trong nguyên mã loan, size 55, 57, set ring luôn, size 69k luôn. Ừ, trai gái thì, ui đẹp chưa? Nhìn đẹp chưa? Không phải tương tác ok lên đây này. Cái hàng quá chị em mình ơi. 55, 57, rồi lên mã loan, ring này em sale chị em mình nói, 69.000 luôn, ai nhanh có. Hàng đi mua 100 mấy nghìn con, chứ làm gì có 69.000 chị em mình ơi. Hàng gọn 69.000 luôn, lên mã loan 69 trong là được. Loan 69. Loan cho chị Lê Bích Lan.
Đây còn một lon nữa nhỉ. Size 69.000. Bộ này bán tặng 55 luôn. Size 55 độ. Điện loan cho chị tiền em ô. Nhìn chắc này, nhìn chắc này. Con này đuổi tơ nhé, tặng 55, size 55. Ôi đẹp quá chị ơi. Da cá tàu. Rồi chốt lên mã bộ vàng 55k và size 55. Lên mã bộ vàng 55, size 55 nhé. Bộ vàng 55k và size 55. Rồi trong nguyên mã này mã bộ đỏ. Bán tặng luôn chị em 55k luôn. Bộ 55 nha chị Kim Chi. 55 luôn, size 57. Size 55 thôi. Bộ đỏ lửng nhé. Bộ dây lửng 55k size 55 luôn. Rồi ai lấy bộ đỏ lửng lên bộ đỏ lửng cho Nguyên là được. 55k và size 55kg độ về là chị em chốt ok. Rồi ai chưa có bộ 55 comment bộ 55 cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Rồi mấy con quần công sở. Năm mươi hai đổ về tặng 59 luôn. Con này 52 đổ về và bán tặng chị em 59 luôn. Nha, chốt mã này lên luôn dùng Nguyên nè. Bữa nay chắc có nhà nào bán chạy quảng cáo mới được chứ còn mà nhắn ấy ai cũng kêu trời hết. Tính tác kém quá. Cho Nguyên con này, size 52 đổ về chị em chốt đẹp. Nha, bán tặng luôn chị em con này 59.000. 59.000. Nhiều chị mua hàng cứ bảo để chốt đơn mấy ngày. Ủa đâu có tháng thông báo đâu. Thông báo like thì tới không giờ like vô coi like thôi chứ. 3 ngày 4 ngày không chịu mua hàng thêm mà đến lúc chốt đơn bảo là cho gom xong nhà em xả hết. 3 4 ngày. Ồ, loe ư. Thế không giờ người ta like cố định rồi thì cứ vô like đi, chờ gì thông báo. Rồi cho Nguyên con này. 55 độ về. Nè, con này nó quá là đẹp như vậy mà ơi. Loe nhẹ. Giặt không? Loe nhẹ cái này bán tặng luôn chị em 60.000 luôn. Lên mã loe 60 cho là ok. Tặng gọn 60. Lên mã loe 60 cho được đi cái số ký luôn chị. Loe 60 cho em lên cọc nó luôn. Loe 60 luôn, hàng này hàng 95.000 đó chị em ơi. Con này 60k nó luôn. Size 50. Lên mã công sở 2 nút 60k size 50. Loe 60 cho chị Vinh Nguyễn. Size 50. 60k hết luôn. Rồi, lên mã nút size 52. Size 50. To nữa hả? Nút size 52, size 50. Chị nào lấy nút comment nút này. Phải hàng này hàng 85.000 không? Đó, bán tặng luôn chị em 60.000 luôn size 50. 60.000 size 50. Nha, chị nào lấy cái này lên mã nút 60 size 50. Lấy hết rồi chị ơi, hết lên rồi. À đây còn một con loe này nhưng mà cái này size 52 đổ về thôi. Loe 52 size 60 luôn. Đó, chị nào lấy quần loe những cái con này lên phong cực đẹp. Nút size 50. Nút cho chị Như Ngọc. Rồi size 52 loe nhá, chị nào lấy loe size 60 luôn. Đến chị Như Ngọc là đi. Loe size 52 dùng cái size loe. Loe size 55 57. 55 57 nhá. 60k hết luôn. Đó, chị nào lấy loe size 55 57 chút luôn dùng em được nhé chị em mình ơi. Cái này 55 57 này. Loe 55 57 kg độ về nhá. Chị nào lấy loe chút lên. Con này hàng tàu này chị em mình ơi, size 48. Con sợ size 48 và phone này phone bag ghi này chị em mình. Con riêng con này phone bag ghi nhá, size 48. Size này 48 độ về phone bag ghi cái này nè. Em bán tặng luôn chị em bộ con này 55.000. Size 48 nhá, hàng Quảng Châu luôn. Loe 55 nha chị Bích Hà. Con này size 48. Size luôn trẻ mình con này 55. Size 48 và size 55. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này với này. Size 50 luôn. Con này size 50 luôn. Lên mã phụ kiện size 50. Phụ kiện size 50. Size luôn trẻ mình con này luôn 59.000. 59.000. Phụ kiện size 50, size 59 nha trẻ mình ơi. Phụ kiện còn mấy cái bộ này em tặng nó luôn cho gọn. 48 là cái mã 55.000. Bên này đúng không? Ừ. Rồi một bộ mì nè. Sao nó luôn chạy mình bộ này 95.000 đi. 48 cho chị Linh Huỳnh. Sao nó luôn chạy mình bộ này. Chị kéo cái đèn sơ qua giùm em đó. Chó nắng quá.
bán tặng luôn trẻ mình con này luôn nè, 95.000, hàng này hàng 125, bộ mì cho Nguyên là được nhá, bán tặng chị em con này 45.000, á nhầm 95.000, hàng 125.000 tặng nó đó, ai chưa có cái mã này lên luôn dùng Nguyên nhá, 95.000 bộ mì. Rồi còn được 2 bộ mì. Chị nào lấy bộ mì comment bộ mì cho Nguyên là được nhá. Bộ mì 95.000. Hàng 125 C95. Rẻ chưa? Đó, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. 125 và C95. Một con áo lót lông nam này bán tặng luôn. Size 65 kg. Lót lông nam này. Còn một con, xe nó luôn trẻ mình 120.000 luôn. Rẻ hơn của nữ. Xe 62, 65. Hàng này hàng trắng bạc 3 khóa nhé, còn cái đó nè. Hàng trắng bạc 3 khóa. Bộ cho chị Du Nguyễn. Bộ chị Du Nguyễn. Một hai mươi lông nam. Rồi con bò này em tặng gọn luôn. Áo mũ bò 105.000, cái này em bán tặng luôn trẻ mình 59.000, ai em có 59.000. Hết đi, cái này 65 kg vẫn được nhá. Nhưng mà cái này là da cá tàu chứ không phải là nỉ. Lông da cá tàu Minh Tâm. Con này da cá tàu nhá, 120.000. Con này da cá tàu, cho nguyên cái bộ này, à cái con này lên mã mũ bò cho nó được. Mũ bò. Mũ bò sale nó luôn trẻ mình 59.000. Comment mã mũ bò cho nó được nhá, sale 59. Rồi lấy mã một này là mã gấu cho Nguyên xe 59 luôn, ai nhanh có. Hàng này hàng 105 không á. Bán tặng gọn 59.000 luôn. Cho Nguyên con này là mã gấu đen, con này nam nữ đều mang được hết này chị mình. Con này nam mang được và nữ mang được luôn nhá. 62 kg, gọn lấy 65 vẫn được. Bò cho chị Trần nhường. Cho Nguyên con này lên mã gấu đen xe 59. Chữ xanh xe 59 luôn. Trời ơi rẻ quá. Ủa chị Bông Trần chốt cái gì mà lên địa chỉ nè. Chị thấy cái gì sao lên địa chỉ đó. Nè nhớ là da cá tàu như vậy mình ơi. Chị Lê Duyên Phan. Trời ơi 59.000. Rồi size 57 màu xanh. 57 màu xanh cái này nam. 57 màu xanh. Đó chị nào lấy xanh 57 comment xanh 57 nhá. Size 59. Mũ bò em hết. Mũ bò hết nhá. Xanh nha chị Lê Duyên Phan. Con này đi chị em mình 59k luôn mới sóc nè. Hàng hàng sale nguyên sale 89.000, còn này ít nhất chị em mình đi mua 150.000. Lên đi chị em mình ở 62 vô tư. Con này lên này 62 kg vô tư luôn. Bán tặng gọn luôn chị em mình bộ này. Giá lên chị à, con này giá lên chị em mình 59.000 lên. 59.000 lên. À nam em hết rồi chị Bông Trần hết chốt rồi. Hết chốt rồi chị lên sao rồi. Này. Lên mã xám. Hồi nãy là mã màu gì ta? Lên nãy màu gì ta? Lên. Màu nu, còn màu này màu xám. Cái này chị em mình mua về tặng bạn được. Nhà Nguyên toàn hàng niêu nhá. Thứ còn cái là em bán tặng. Rồi lên mã xám 59 cho qua được. 65 kg ok luôn. Lên 59 cho chị Giang Hương. Lên mã xám 59. Bán tặng chị em 59.000 đấy. Xám 59.000. Rồi mã muối tiêu luôn 59. Nhà Nguyên chị đi hàng niêu nha. Nghe rõ là toàn bộ chị đi hàng niêu, không đi hàng hàng si nhá. Mà đang đi chị em 59.000. Rồi lên mã muối tiêu cho qua được. Cái này mà mua cho mẹ mình mang quần mít với quần Levin. Đây. Lên mã muối tiêu sale 59.000 luôn nhá, comment mã muối tiêu sale 59, chốt mã muối tiêu sale 59k nha. Cái gì đây, một cái áo này sale mấy ngày, 55.000. Sơ mi Burberry, ui con này chị em mua con này đi, size 50 đổ về, mang con này cực đẹp luôn, con này phải nó mang cực đẹp luôn nha. Cho Nguyên con này dán đi chị em mình con này 45k luôn. Sơ mi 45k, chốt mã sơ mi 45 cho Nguyên là được như vậy mà nữa. Sơ mi 45.000. Con này con đi nó luôn chị em 49.000 luôn à. Lên mã chữ nổi. Nè. Cái này dành cho chị em mình tầm 55 độ về chị em chốt đẹp. Con sơ mi khác không chút à. Sơ mi cái này đẹp như này khác không chút à. Sơ mi cho chị Linh Huỳnh. Trời ơi, 49.000 luôn, body chữ nổi 55 độ về. Lên mã nổi hồng trong là được. Xe 49 luôn. Nổi hồng nhá, xe 49. Nổi vàng xe 49 luôn. Mấy con này trẻ mình mua đây nè. Những cái body chữ nổi này là cao, người ta bán cao lắm. Này. Body chữ nổi nhá. Cái này mang coi giảm theo form, xe nó trẻ em 49.000 vàng luôn.
49.000 hồng, 49.000 vàng. Thì nào lấy màu nào chốt màu đó cho Nguyên nhé. 49.000 hồng, 49.000 vàng. Rồi cho Nguyên con này chắc có tông tàu khô và size này 65 vẫn được. 3158 nhé. Con này tàu khô 3158. Con này mình bán mấy ta? 75.000 thôi. Nội vàng cái chị Lê Bích Lan. Cho Nguyên con này 60.000 luôn. Chốt mã này là mã 60 luôn dùng em là được. Nội là 49 luôn. Nội sao 49 luôn. Rồi lấy mã 60. Chắc cho em cọc với chị cho em lên cái này chứ. Cái này ai nhanh có. Cái này có 3 con. Cái này có 3 con. Có 10 cho chị Giang Hương. Trời ơi. 25 30 35 có 3 con thôi. Cái này có 3 con thôi này chị em nó. Hết vàng mới chín còn đẹp hồng. Chưa? Hàng Quảng Châu, cái này mà mang cho nó mang quần riêng cũng được. Mang quần legging cũng được, nó quá là đẹp, da cá tàu, có 3 con thôi. 25, 30 và 35. Mã này không đi luôn chẹo mình nốt luôn nè. 60.000. 60.000 con này luôn. Chẹo mình ơi, nó rẻ hơn chẹo mình đang mua một con áo cọc tay. Đang rẻ hơn con cọc tay mà chắc có tông. Cái này là da cá tàu, có được 3 con thôi. Nha, lên mã hoa vàng kèm size 25, 30 và 35. Có đúng 3 cái thôi. Mà lên chẻ mình giá 60.000. Đó. Cô nhà Nguyên chẻ mình khỏi phải lăn tăn về giá rồi. Giờ thích cái nào là chốt thôi. 25 chị Thu Thanh Dương. Rồi còn 30 với 35. Còn được 2 con. Nhớ là chắc da cá tàu nha. Đấy. Rồi 30 và 35 còn 2 cái màu vàng. Thì nào lấy vàng kèm size cho mình là được nhé. Còn 30 và 35 giá đi chị mình là 60.000. Chị nào lấy chốt 25 em hết rồi chị ơi. 25 hết rồi, còn cả 25 chứ mấy. Còn đi 60.000. Sao nó 60.000, chị mình mua những con này đi. Về coi chắc trong màu khác đi. Xanh trai à? Xe to à chị? Từ 30 đổ lên à? 30 Trần Thu Thủy. Xanh 30 đến 37 hả chị? 42 kg luôn à. Trời ơi. Cái này từ 30 độ lên 42 độ về. Có 3 con rồi. Nhiều kinh khủng khiếp. Cho Nguyên con này 60.000 luôn. Chuẩn những cái hôm này là đang tương tác kém này là Nguyên bán tặng thôi. Bán tương tác thôi chứ những cái mã này không có lãi luôn chị em mình đâu. Đây bán tương tác đó. Để chị em mình 60.000. Chị nào lấy cái này lên mã chữ xanh trai cho Nguyên 60 là được. Cái này về dẻ mình mang cho nó trừ lạnh thì dẻ mình mua mang cho nó cái đi chơi thì mang quần quần riêng cho nó cũng được. Cái quần riêng cũng đẹp. Rồi chị nào lấy chữ xanh kèm size. 30 độ lên 42 độ về là có size. 30 độ lên 42 độ về nhé. Chị nào lấy chữ xanh comment chữ xanh cho Nguyên là được. 30 độ lên 42 độ về là chốt đẹp. Chốt mã chữ xanh cho Nguyên kèm size. Chị ơi chị chốt kèm size chứ không có size biết chốt size gì. Xanh 42 cho chị Nana. Rồi chị nào lấy xanh trong là được. Xem tiếp mấy cái áo màu vàng ấy chị. 30 cho chị Sim Phan. Ừ. Còn size gì nhỉ? Còn từ 35 đến 37 thôi chị ơi. Cái hồng này còn cái 15, 25 kg này. Xanh 35 cho chị Tuyết Ngọc. Ghê ghê luôn á, 25 kg hồng, 60.000. 20 kg hồng 60.000. Chị nào lấy hồng 20 chút hồng 20. Nhầm, hồng 25 là được. Ôi cái này bị dơ xíu rồi. Cái này bị dơ xíu rồi chị em mình ơi. Trời ơi, cái màu vàng này size 27. Cái con táo này là con táo theo như vậy mà nó. Trời ơi, ghét chưa nè. Size 27 vàng. Nha chị nào lấy vàng size 27 chút luôn dùng là được chứ chị em mình ơi. Dán đi luôn chị em 60.000. Vàng size 27. Giá sale 60 nha chị em mình ơi. Chị nào lấy vàng 27, chốt vàng 27 cho Nguyên là được. Sale 60.000. Rồi cho màu đen đi. Hồng này bị dơ xíu rồi chị Nhung Lê. Em sale 60, à sale 40 đi. Nhớ chị Nhung Lê nhớ chị lấy chốt. Cái này bị dơ. Sale 40 chị ok em chốt. Cái này 30 độ lên 42 độ về đúng không? Màu đen này 30 độ lên 42 độ về. Phải không chị? 30 độ lên 42 độ về. Hồng chị Nhung Lê ok không là em lại lại sale cho khách.
em xe 40 về bị dơ xíu, tại giặt là ra vết nhỏ chứ mấy. Chữ xanh hết rồi chưa? Chữ xanh hết rồi. Rồi cho con mã chữ đen, vải nó đẹp lắm vậy em ơi. Comment mã chữ đen kèm size từ 30 độ lên 42 cái độ về. Nào chưa? Đen kèm size nhé. Đen 50 cho chị xin fan. Rồi cho nguyên đen kèm size vậy em ơi. Lên đen kèm size. Bỏ riêng. Đen kèm size nhé, 30 độ lên và 42 độ về có size. Và giá cũng đang lên trẻ mình là 60.000. Rồi chị nào lấy đen chút đen 42 cho chị ơi. Dung Phạm 42 chị Dung Phạm. Hồng em hết rồi chị ơi. Hồng em hết rồi. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên mã đen cho em kèm size. Đẹp như này mà toàn bộ giác của nó nè. Nè, giá cá tàu mà đi chị em chỉ có là 60.000. Rất là rẻ luôn. Chữ đen 42 cho chị mà Phương Nguyên. Mà xay như này, xay 40 mấy ký này mà đi 60.000. Nghe chị nào lấy chữ đen comment chữ đen cho mình được 42 cái độ về có sao. Chữ đen Nguyên 42 rồi. Ký. Rồi ai lấy chữ đen comment chữ đen cho mình là được. Hồng nó xay máy đó. Hồng 30 có một cá xay 60. Hồng 30 còn cá xay 60. Chị nào lấy hồng 30 chút hồng 30 là được. Xay dạ ơn con là 60.000. Quá. Tắt nót đi dạ mình ơi. Nè. Rồi chị nào lấy hồng 30 comment hồng 30 là được nha chị em ơi. Xe luôn chị em 60.000. Rồi, ai chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên diễn nguyên tắc lan vô lại chị em ơi. Đấy. Rồi trong mã phối vàng. Chị đang 35 hồi nãy chị tiếp nào. 30 chị tiếp nào. Cái này con cái à. Chị đang hồi nãy 30 chị tiếp nào. Cái này con cái xe 37 ký đổ về. Cái này con cái xe 37 ký đổ về nè. Chị nào lấy mã phối trong ăn là được. Một cái xe 37 ký đổ về. Bộ em mặc là 260.000. Hồng 30 cho chị à, 280.000. Nhi Trần. Rồi cho nguyên mã phối xe 35 37. Con cái thôi. Cái này có đúng một cái 35 37. Nha chị em mình lấy mã phối chung là được. Size này 35 37 độ về là ok, size 60. Size 60. 35 37 độ về là ok, size 60 nha chị em mình ơi. Đó, chị nào lấy mã phối 35 37 cái độ về là được. Rồi tiếp lên cho em hàng lẻ lẻ xíu chị xem em ít cặp hàng lẻ lẻ trên cùng nữa kìa. Tấm hết cái học trên cùng nó xuống cho em đi. Em ăn tặng trên học đi. Đây nè. Có mấy cái áo thun bên này nữa luôn nè. Không, cái quần cao cấp này thôi. Quần cao cấp bỏ lại đi. Không lên được đó. Có sơ lỗ khoảng cao. Em còn cà phê trong đó. Rồi con này em tặng gọn luôn nè. 69k luôn. Hàng 98. Size này dành cho chị em mình 55-57. Chị em mình mua cho bé tầm khoảng 42kg. Size nó 69.000 luôn. Em out ra đi chị em mình nó 63 vì không like được. Out ra vô lại đi chị em mình nó. Em sale hàng lẻ nhé. Out ra đi chị em mình nhé.